chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục live stream. Và cái này là cái live stream tăng cường, mình không có báo trước các bạn. Đúng ra là tối hôm mai chúng ta mới có live stream. Tối hôm nay mình bận đứng lớp. Tuy nhiên tối hôm nay do trời mưa nên lớp có đến không có đông, nên là mình quyết định là không có đến lớp. Lớp không có diễn ra. Và mình tiếp tục về nhà để mình live stream chia sẻ cho các bạn. Và mình tin rằng là cái lớp học ở trên online này nó sẽ đông hơn. Nó sẽ đông, sẽ giúp cho nhiều người hiểu về cái định kiến về khởi nghiệp. Và bạn nào đang có ba mẹ, anh chị em, những người thân quen của chúng ta, họ chưa hiểu, họ chưa thông với chúng ta trên cái con đường khởi nghiệp, họ chưa nắm rõ ra cái điều tuyệt vời của con đường ra làm chủ và khởi nghiệp, thì các bạn hãy mời họ vào xem cái chương trình này. Những người mà họ đi làm công hàng ngày, họ lên công ty, họ thu nhập không có cao, họ đang rất là chán, họ đi làm mà họ rất là ngán ngẩm, thì các bạn hãy tát họ vào trong cái live stream này để tối hôm nay để họ nhìn thấy ra một cái bức tranh khác, họ có một cái góc nhìn khác để giúp cho họ khởi nghiệp thành công, hoặc là dù sao nữa thì họ cũng có được cái suy nghĩ khác để cái cuộc đời họ làm việc nó tuyệt vời hơn, cái cuộc sống tuyệt vời hơn, bởi vì chúng ta sống đâu có nhiều đâu, chúng ta sống không có nhiều. Và bây giờ để chúng ta đảm bảo rằng cái live stream này khoảng 200 người thì chúng ta bắt đầu sẽ live stream. Chào bạn Hồ Đạt. Vâng, rất là tuyệt vời. Đúng là rất là tuyệt vời. Hiện tại thì live stream của chúng ta đang là 45 người rồi, thì để live stream của chúng ta nó tăng đông lên thì các bạn mời, các bạn mời bằng cách là các bạn mời bạn bè của mình. Bạn Nguyễn Tấn Phát, chào bạn, em rất là nhiệt tình. Chào bạn kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thịnh, là một người kiến trúc sư rất là giỏi về chuyên môn. Bạn chào bạn Thành Thái, rất là tuyệt vời bạn Thái. Chào bạn Nguyễn Minh Tuấn, chào bạn Trần Bang, không biết bây giờ bạn có còn đi bán ổi đâu ạ. Chào bạn Hưng Cao, ok, chào bạn Lê Trọng Thông. Vâng, bây giờ mỗi người chúng ta cùng nhau giúp một chút, chào bạn Hưng Trinh, mỗi người chúng ta cùng nhau giúp một chút, chúng ta mời bạn bè của mình. Mỗi người giúp một chút xíu, các bạn mời bạn bè của mình. Ok chưa? Mời bạn bè của mình để chúng ta cùng nhau cùng nhau chúng ta xem cái đoạn live stream nào. Chào bạn Huy, chào bạn Khang, Vĩ Khang. Vâng. Và chúng ta chia sẻ cái đoạn live stream này đi Bây giờ các bạn chia sẻ cái đoạn live stream này đi. Bây giờ chúng ta bấm vào cái nút chia sẻ của trên Facebook mình, các bạn bấm nút chia sẻ. Các bạn chia sẻ về tường của nhà mình để chúng ta cùng nhau xem, để cái lớp học online chúng ta nó đông lên. Hiện tại đang là 67 người rồi. Chào bạn Nguyễn Trang, rất là năng lượng bạn Nguyễn Trang ơi. Chào bạn Nguyễn Tấn Hiệp, chào bạn Giác Trần. Các bạn đang ở các cái vùng miền nào thì các bạn cũng nên cũng nên comment vào. Các bạn đang ở cái vùng miền nào thì các bạn comment vào. Bạn nào đang ở Bình Thuận thì nói là em đang ở Bình Thuận. Bạn nào đang ở Đắk Lắk thì nói em đang ở Đắk Lắk. Bạn nào đang ở Tokyo thì nói chúng ta đang ở Tokyo. Bạn nào đang ở Moscow thì nói chúng ta đang ở Moscow. Vâng. Và tối hôm nay mình chia sẻ đến các bạn những cái suy nghĩ hạn chế trong đầu của thế hệ đầu tiên của chúng ta, mình gọi là cái thế hệ Baby Boomer. Baby Boomer là gì thì chút xíu mình sẽ chia sẻ bạn cái thế hệ Baby Boomer là thế hệ nào. Rồi xong tiếp nữa là tới thế hệ gì thế hệ Gen X. Là rồi xong tới thế hệ Gen Y. Là những thế hệ nó khác nhau như thế nào, họ khác nhau trong tư suy nghĩ và tư duy như thế nào, và họ nhìn về cái góc độ làm chủ kinh doanh và khởi nghiệp nó như thế nào. Nên đó là lý do mà các bạn cần phải chia sẻ cái đoạn live stream này đến cho nhiều người. Vâng, bạn Bông Su, bạn ở Bình Thuận, tuyệt vời lắm bạn. Bạn Tuyến Nguyễn, cảm ơn bạn Tuyến Nguyễn. Bạn Hương Giang đang ở Đà Lạt. Và khi các bạn hiểu những cái thế hệ này, cái thế hệ Baby Boomer này, cái thế hệ Gen X này, thế hệ Gen Y như thế này, và cái sự khác nhau trong cái suy nghĩ của các cái thế hệ này nó như thế nào, và nó cản trở cái gốc góc nhìn những cái thế hệ này, khi mà họ ngồi với nhau là họ cãi lộn cực liền hơn. Bởi vì cái gen trong chính cái con người họ trải nghiệm ở những góc độ rất là khác nhau. Nên cái chương trình tối hôm nay nó sẽ rất là hấp dẫn. Và ngay bây giờ các bạn cần phải chuẩn bị cái tập và cái viết. Bạn nào chưa có tập viết thì các bạn hãy chuẩn bị tập và viết.
Bạn nào đó chưa sắp xếp được thời gian thì bây giờ chúng ta hãy đảm bảo rằng cái chương trình này chúng ta sẽ chia sẻ đến tới 11 giờ. Nên các bạn đảm bảo rằng các bạn sẽ ngồi được trước cái live stream này đến 11 giờ. Vâng, bạn bạn Vũ Thanh Huyền, bạn ở Vũng Tàu. Bạn Trường Giang, bạn Trường Giang, bạn comment vô là hiện tại bạn đang ở đâu đi ạ? Ok, mình rất là năng lượng. Ok, chào bạn Trường Giang nhiều. Các bạn nào đang ở đây thì chúng ta cùng nhau lên chào nhau các bạn. Các bạn cùng nhau chào nhau, các bạn cùng nhau chào nhau. Lên chào nhau, cho lên comment và chúng ta chào nhau. Chào bạn Trường Châm Cứu Văn, các bạn lên comment chào nhau. Và một điều quan trọng nữa là các bạn không nên xem một mình. Mỗi người chúng ta chia sẻ và chúng ta tát khoảng 10 người bạn của mình vào đi ạ. Giúp cho họ nắm được cái con đường khởi nghiệp và con đường kinh doanh. Tối hôm nay chúng ta lên khoảng mỗi người góp một chút xíu là chúng ta sẽ lên được 200 người. Và khi chúng ta lên được 200 người rồi thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta cùng nhau học một cái lớp học online. Nó rất là đông. Và tối hôm nay chúng ta dự kiến là chúng ta đến 11 giờ lặng. Vâng, bạn Trường Chăm Cứu ở Bình Định rất là tuyệt vời. Bạn Viết Khang ở Ninh Thuận, ok, rất là tuyệt vời. Chúng ta học nhau tới gì à? Chúng ta cùng nhau học tới 11 giờ đêm lặng. Ok chưa? Bạn Vũ Ra, bạn đang ở Mộc Châu, Sơn La. Ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Hồng Tuyền, rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau chia sẻ. Mỗi người bấm chia sẻ một cái thì cái loạn livestream này nó nhiều lên. Và các bạn tát nhiều người vào để chúng ta đảm bảo rằng chúng ta lên 200 người. Thì chúng ta bây giờ mình đang nhìn ở đây thì nó mới có 19 cái lượt chia sẻ thôi. Mỗi người chúng ta cần chia sẻ. Bạn Hoàng chia sẻ đi à. Bạn Hiếu đi chia sẻ rồi. Bạn Hiếu ở Trà Vinh bạn chia sẻ đi à. Bạn Ngọc Lan bạn chia sẻ đi à. Chia sẻ cái đoạn livestream mình, các bạn chia sẻ về tường nhà mình đi à. Bạn Trường Chăm Cứu, bạn bấm vào cái nút chia sẻ. Bạn bấm vào cái nút chia sẻ ở trên Facebook. Bạn bấm vào cái nút chia sẻ ở trên Facebook. Các bạn thấy trên Facebook nó có cái nút chia sẻ này các bạn đâu ạ? Trên Facebook nó có cái nút chia sẻ này. Cái nút chia sẻ này các bạn bấm cái nút chia sẻ này. Các bạn bấm vào cái nút chia sẻ này thì nó sẽ chia sẻ đoạn video này vào tường của các bạn để chúng ta đảm bảo rằng là cái lượt chia sẻ của chúng ta nó đông lên. Các bạn thấy bây giờ nó mới có 19 lượt chia sẻ à. Ok chưa? Nó mới có 19 lượt chia sẻ à. Mình mới refresh này đó, nó được 28 lượt chia sẻ rồi. Mỗi người chúng ta cùng nhau giúp một chút thì cái lượt chia sẻ chúng ta nó sẽ đông lên. Lượt chia sẻ chúng ta nó sẽ đông lên. Được 92 người rồi, rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau vỗ tay à. Cùng nhau vỗ tay đi à. Và để học cái chương trình tối hôm nay thì các bạn cần có tập, cần có viết. Và các bạn đảm bảo ngồi trước máy đến gì à? Đến 11 giờ đêm. 11 giờ tối hôm nay. 11 giờ tối hôm nay. Và các bạn đảm bảo làm theo những cái gì mình chia sẻ, mình nói. Các bạn tuyệt vời là các bạn cũng phải tuyệt vời. Mình nói các bạn comment xuống là các bạn comment xuống. Mình nói các bạn ghi ra những cái câu thì các bạn cũng phải ghi ra những cái câu. Để gì à? Chúng ta đừng cứ ngồi học một mình. Đừng ngồi học một mình. Nó thụ động lắm. Và các bạn phải quan sát những bạn ở trên đây chúng ta nó học như thế nào. Chào bạn Đức Tài, đừng cứ ngồi học một mình. Các bạn thấy mình chia sẻ bạn à, mình chuẩn bị cái bảng sẵn này. Mình chuẩn bị cái bảng sẵn này. Mình chuẩn bị những cái cây viết nè. Các bạn nhung ra điều này là viết nè. Viết nhiều màu nè. Để đảm bảo viết cho các bạn được thông. Các bạn nhung ra điều này chưa? Rồi mình phải đi tới đi lui để cho nó có rất là nhiều năng lượng. Ok chưa? Và đó là lý do mà tối hôm nay các bạn sẽ hiểu ra được các cái thế hệ nó khác nhau. Thế hệ baby boomer nó là cái gì, thế hệ gen X là gì, thế hệ gen Y là gì, và tại sao các thế hệ này họ xung đột nhau và cái góc nhìn của họ nó khác nhau. Và đúng ra là tối nay chúng ta không có cái chương trình live stream này. Tuy nhiên tối hôm nay nó như thế nào à? Tối hôm nay đúng ra là mình có lớp 3 tiếng đồng hồ, mình nói về cái lớp làm chủ và khởi nghiệp. Tuy nhiên do trời mưa rất là lớn lúc chiều và mọi người đến thì rất là ít, nên chính vì yếu tố đó mình tặng cho mỗi người một cái quyển sách. Ok chưa? Và mời các bạn đi vào cái lớp chính thức và mình về. Mình quyết định mình về đến nhà là đúng 8 giờ và mình quyết định gì à? Tối nay mình live stream liền để chia sẻ. Cái lớp học của chúng ta nó sẽ rất là đông. Lớp học online của chúng ta các bạn thấy bây giờ là 100 người rồi. Bây giờ chúng ta đảm bảo chúng ta mời
mời những người thân của mình, những bạn bè của mình, chúng ta comment vào để đủ 200 người, 200 người thì chúng ta sẽ cùng nhau học, lớp nó sẽ đông và nó sẽ rất là vui. Bạn nào chưa chia sẻ thì chúng ta đảm bảo rằng chúng ta chia sẻ cái đoạn livestream này về trang tường nhà mình đi à. Các bạn đảm bảo các bạn chia sẻ cái livestream này về trang tường nhà mình, mỗi người góp tay một chút xíu thì nó sẽ rất là đông. Được 46 lượt chia sẻ rồi. Được 64 lượt chia sẻ rồi. Vâng, bạn Vũ Trường Giang mạng hơi bị giật giật một chút thề. À, đó là cái phía bên bạn, mạng bên mình mạnh lắm. Mạng bên mình đang rất là mạnh bạn. Bạn Trường Giang ơi, chào bạn Vũ Bảo. Và chào bạn Vũ Bảo, rất là tuyệt vời. Hy vọng là bạn gặp bạn trong lớp sắp tới. Chào bạn Hoàng Minh, chào chị Hương Giang. Ok. Rất là tuyệt vời. Các bạn ở cái vùng miền nào thì các bạn comment vào. Bạn nào ở Sơn La thì comment vào là tôi đang ở Sơn La. Bạn nào ở Bình Thuận thì comment là tôi đang ở Bình Thuận. Ok chưa? Bạn nào ở Tây Bắc thì nó là Tây Bắc. Bạn nào đang ở bên Mỹ thì comment vào tôi đang ở bên Mỹ. Chúng ta comment vào để mọi người chúng ta cùng nhau biết. Chào bạn Trương Đình Hoàng. Lâu quá chưa gặp Hoàng. Hoàng hiện tại đang ở Đà Nẵng phải không ạ? Học cái gì á chú? Ok chưa? Học về khởi nghiệp, bạn cứ comment ở đây ạ. Chúng ta đang học về khởi nghiệp. Chúng ta sẽ chia sẻ những kiến thức về khởi nghiệp. Và mình khoe với các bạn một chút xíu là mấy ngày vừa rồi thì mình mới vừa ra cái quyển sách gì à? Mỗi ngày một chút xíu thôi. Mỗi ngày một chút thôi. Ok chưa? Trong này thì mình chia sẻ với các bạn 101 bài học trong cuộc sống, trong kinh doanh từ đời thường. Và cảm nhận của những bạn sáng nay nhận sách về thì bạn nào nói ồ cái quyển sách này nó rất là tuyệt vời. Bạn Võ Trường Giang đến từ Đắk Lắk, vâng cảm ơn bạn Trường Giang. Bạn Trường Giang đến từ Sơn La Tây Bắc. Bạn Võ Tấn Ninh đến từ Quảng Ngãi. Bạn Nguyễn Thảo, bạn đến từ đâu à? Bạn cho mình biết à. Bạn Hương Giang đăng ký 2 cuốn nhé. Ok bạn Hương Giang. Bạn Hương Giang inbox vào Facebook cho mình luôn à. Bạn Hải Nguyễn, chào bạn Hải Nguyễn. Bạn Thái ở Ninh Thuận rất rồi. Ok em chia sẻ rồi thầy, có bạn bè. Ok em tát bạn bè em vào. Những bạn làm công vào Nam ơi. Ok chưa? Bạn Lê Minh Khiết ở An Giang rất là tuyệt vời. Bạn Ngọc Quế ở Bình Dương rất là tuyệt vời. Bạn chia sẻ đến nhiều người biết về cái livestream này. Hãy chia sẻ. Bạn Nguyễn Thảo ở Bắc Giang, bạn rất là tuyệt vời. Tiki có ai như thầy chưa? Tiki qua Tết mới có được. Hiện tại mới có ở tại văn phòng B thôi. Trên Tiki khoảng mắc hết khoảng 1 đến 2 tháng nữa mới ra Tiki, còn nhà sách chắc phải mắc hết 3 tháng nữa. Hiện tại mới có ở văn phòng B thôi, nên các bạn nào mua cái quyển mỗi ngày một chút thôi thì các bạn inbox vào cho mình. Bạn Hoàng inbox vào cho mình. Chào anh Hòa, chào bạn Phan Văn Bắc. Ok ở Bình Thuận, ở Bình Thạnh đúng rồi, bạn Bắc ở Bình Thạnh, bạn ở biên Hòa. Ok chưa? Đảm bảo lớp học của chúng ta nó đông. Và các bạn à, tại sao chúng ta phải ra khởi nghiệp? Các bạn nên nhớ cho nè, cái khởi nghiệp ở Việt Nam và góc nhìn nó rất là định kiến. Tại sao xã hội có nhiều định kiến với khởi nghiệp? Các bạn biết, mình cũng ở nông thôn và các bạn cũng ở nông thôn giống mình. Thì cách đây 20 năm trước á, cái làng quê mình á, ba mẹ mình á, ở ngay cái vùng quê hương mình là ở Nghĩa Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa, thì ở nơi đó không ai như thế nào ủng hộ cho việc khởi nghiệp hết. Tại sao nó như vậy các bạn biết không? Tại sao nó như vậy? Ok chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cho nên chưa? Tại sao nó như vậy? Các bạn mời nhiều người vào. Chúng ta cùng nhau mời nhiều người vào. Mình xem thử được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Hiện tại thì mới có 53 lượt chia sẻ à. Mỗi người chúng ta chia sẻ đoạn video này một chút xíu thì cái lượt chia sẻ chúng ta nó sẽ lên rất là đông. Và sẽ có tới 200 người học. Và khi 200 người học thì lớp chúng ta nó sẽ rất là vui. Bây giờ bắt đầu mình mới chia sẻ là tại sao cái thế hệ ba mẹ của chúng ta trước đây, tại sao thế hệ ba mẹ của chúng ta trước đây không có ủng hộ cho chúng ta ra khởi nghiệp. Trong hành trình chờ 200 bạn đến, ok chưa? Chờ mà đến thì mình chia sẻ chút xíu ở cái chỗ này, ok chưa? Mình chia sẻ bạn chút xíu ở chỗ này, ok? Các bạn có nhìn thấy các bạn rõ chưa? Bạn nào nhìn thấy bạn rõ thì các bạn rõ. Và các bạn nhớ gì à? Nhớ chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người. 20 năm trước các bạn. 20 năm trước. Khi gì à? Khi ở cái làng quê mình thì đâu có ai ủng hộ khởi nghiệp đâu. Cả ba mẹ mà nữa.
cái từ khởi nghiệp hồi đó không có nghe nói đâu. Ba mẹ của chúng ta, đặc biệt là thế hệ ba mẹ của chúng ta, những người lớn tuổi, ok chưa? Những người lớn tuổi thì hầu như là họ không ủng hộ cho khởi nghiệp. Cái thế hệ ba mẹ của ta, người ta gọi là một cái thế hệ là baby boomer, ok chưa? Cái thế hệ này gọi là thế hệ baby boomer, ok chưa? Thế hệ ba mẹ của chúng ta là thế hệ baby boomer, là cái thế hệ vừa chấm dứt chiến tranh, ok chưa? Và dân số bắt đầu bùng nổ là thế hệ vừa chấm dứt chiến tranh, ok chưa? Thế hệ đây là thế hệ gì ? Thế hệ baby boomer, các bạn thấy nhỏ rõ mà. Thế hệ ba mẹ của chúng ta là thế hệ baby boomer. Thế hệ baby boomer có đặc điểm là họ rất là khổ, họ khổ lắm, khổ ghê lắm, ok chưa? Mới vừa chiến tranh xong mà khổ lắm, rất khổ. Thế hệ của ba mẹ của chúng ta là rất khổ, ok chưa? Lúc đó là họ chỉ lo cho gì, lo cái ăn thôi. Có quần áo mặc là vui rồi. Khổ lắm, rất khổ, ok chưa? Nhà cửa thì không có ra, gọi là cái mái tranh thì chính xác hơn, mái tranh. Sống được qua chiến tranh là vui rồi mà. Các bạn nhận ra chưa? Cái thế hệ của ba mẹ của chúng ta sống được qua chiến tranh là vui lắm rồi. Thế hệ baby boomer rất là cực khổ, khổ cực, ăn mặc đồ thiếu thốn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Hồi đó mình nhớ là ăn gì? Ăn khoai lang, ăn khoai mì mà không có để mà ăn. Ba mẹ của chúng ta rất là khổ, tivi không có, báo đài không có, giải trí về tinh thần hoàn toàn không có. Cái thế hệ baby boomer này nè, ở nông thôn khổ kinh khủng nữa. Ở Sài Gòn đó hồi đó còn khổ, hồi đừng nói là ở nông thôn, ở nông thôn còn khổ kinh khủng nữa. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và thế hệ đó đến bây giờ, và thế hệ này sống tới giờ là đã bao nhiêu tuổi rồi các bạn? Thế hệ này sống đến giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Các bạn nghĩ là thế hệ này sống đến giờ là khoảng bao nhiêu tuổi rồi các bạn ơi? Cái thế hệ baby boomer đó, ok chưa? Là bao nhiêu tuổi rồi? Ok, hồi nãy giờ mình nói cái gì thì các bạn có nắm rõ mà, các bạn comment xuống. Mình đang phân tích ra làm kinh doanh á, các bạn cần phải nói đến những cái này, hai phần khoai một phần gạo, đúng rồi. Bạn Nguyễn Du nói rất là chính xác, bạn đã trải qua đó nên bạn hiểu. Hồi nãy giờ mình nói với các bạn, bằng comment vô Đức Tài 50 đến 70, đúng rồi. Bạn Đức Tài rất là tuyệt vời, từ 65-70, ok, không, 65 thì lớn rồi, khoảng từ 50-70 á. Thậm chí bây giờ khoảng từ 50-70, chính xác khoảng từ 65, nó 55 đó. Cái đó là thế hệ baby boomer mà. Họ khổ lắm, rất là khổ cực các bạn. Các bạn đảm bảo chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người. Hiện tại trên màn hình của mình là khoảng 120 người rồi. Các bạn chia sẻ, mỗi người bấm một nút chia sẻ. Là cái lượng này hiện tại trên màn hình mình mới có 62 lượt chia sẻ. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng là 200 lượt chia sẻ và đông người xem cái đoạn livestream này nữa các bạn. Ok, bạn Toàn Lâm 55 đến 65, ok, rất là tuyệt vời, ok chưa? Hiện tại các bạn mà đang ngồi trước màn hình này, các bạn đang sống ở một cái thế hệ rất là tuyệt vời. Chút xíu mình sẽ bật mí cho bạn, bạn thuộc thế hệ gì? Và làm kinh doanh chúng ta phải hiểu ra những cái thế hệ này. Và như mình 20 năm trước mình sống từ làng quê, thì thế hệ ba mẹ mình là, hồi nãy mình nói đó là thế hệ baby boomer. Và thế hệ baby boomer thì lo ăn, lo mặc, có được cái cuộc sống, có cơm, có áo, có gạo là vui lắm rồi, ok chưa? Có ai mà ủng hộ tôi khởi nghiệp đâu. Hồi kia ở cái làng của mình á, ai học lên lớp 9, lớp 12 là tuyệt vời, vời rồi. Rồi học xong là cũng đi làm lại hết. Facebook nó giới hạn chia sẻ cho bạn bè thầy ơi. Ủa? Không giới hạn, ok, em cứ bấm nút chia sẻ là chia sẻ thôi, ok chưa? Nó không có giới hạn gì hết đó em ơi. Em bấm cái bụp là em chia sẻ thôi, ok chưa? Và chào bạn Nguyễn Tuấn lâu quá, tới mít là thế hệ đi đầu trong nền kinh tế thị trường, ok. Cảm ơn bạn rất là nhiều, ok chưa? Vậy thì tại sao ba mẹ, tại sao ta không được ba mẹ chỉ dạy ta về khởi nghiệp lúc nhỏ? Thì các bạn hiểu rồi, mình đâu có được ba mẹ
chia sẻ và chỉ dạy cho chúng ta khởi nghiệp. Vì sao các bạn biết không? Ba mẹ chúng ta suốt ngày bận biểu cho cái ăn cái mặc thì làm sao ba mẹ chúng ta chia sẻ được? Ba mẹ chúng ta cũng có hiểu gì về khởi nghiệp đâu. À, không những hiểu, không hiểu gì về khởi nghiệp mà hồi đó những cái gì à? Những cái thế hệ trước ba mẹ của ta có chứng kiến rất là nhiều người làm ăn rồi thất bại. Làm ăn thành công thì không ai nói hết, làm ăn thất bại là báo chí đưa, nhà nước đưa, mọi thứ đưa hết. À, đưa tin về về những cái phi vụ đó. Nên là mọi người cứ ám ảnh rằng là ra khởi nghiệp nó ra khởi nghiệp nó như thế nào à? Ra khởi nghiệp nó rất là rủi ro. À, rồi lâu lâu mà có cái công ty nào thua lỗ thì báo chí đưa ầm lên. À, nhưng mà những người thành công thì hồi đó không có đưa. Bạn Dung ra chưa? À, và mình còn nhớ lại. Ok chưa? Bạn đang ở Bến Tre, bạn ngồi tới bạn ở Bến Tre rất là tuyệt vời. Mình còn nhớ lại cái thời đó ở mình á, lâu lâu mới có người ra làm. Có cái bác Năm, hồi đó bác ra, bác làm, bác nghỉ nhà nước, bác ra bác làm, bác cũng đam mê lắm. Và thế là bạn trồng xoài, bác trồng xoài cứ làng quê mình hồi đó là có xoài nhiều lắm, bây giờ cũng có xoài nhiều nhiều lắm. À, và bác trồng xoài và ai ngờ nó như thế nào bác cũng không có biết cách, và bác trồng rồi chừng cuối cùng nó chết. Ok, nó chết rồi bác thua lỗ, rồi là thế là cả cái làng mình hồi đó cứ nghĩ rằng là à đi ra khởi nghiệp rồi gì đó là nó rất là rủi ro. Ok chưa, các bạn hiểu ra điều này chưa? Rồi tới khi cái thời đó cái thế hệ này, thế mà lại nói tiếp cái thế hệ này, cái thế hệ này thế hệ baby boomer đó, thế hệ baby boomer là thế hệ ba mẹ của chúng ta. Ok, cái thời baby boomer này nè. Ok chưa? Baby boomer này nè là rất là khổ cực. À, kiếm được cái mặt, kiếm được cái ăn, kiếm được cái mái nhà là vui rồi. Thì cái thế hệ baby boomer này nè, nó sinh ra cái thế hệ này các bạn hiểu không? Thế hệ gì ạ? Nó sinh ra một thế hệ mà người ta gọi là thế hệ Gen X. À, thế hệ Gen X là thế hệ của mình đây. Thế hệ của mình đây là thế hệ Gen X này. Thế hệ Gen X này. Ok chưa? Thế hệ baby boomer này sinh ra thế hệ Gen X. Ok chưa? À, thế hệ Gen X. Giờ thế hệ Gen X thì năm nay khoảng bao nhiêu tuổi rồi các bạn ơi? Thế hệ Gen X năm nay khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Thế hệ Gen X. À, sinh ra thế hệ Gen X là thế hệ như mình đây. Thì những cái người Gen X như mình nè, thế những người Gen X như mình nè là bắt đầu được ba mẹ đưa đến nhà trường đi học. Thì các bạn thấy ở gia đình rồi thì ba mẹ chúng ta không hiểu về khởi nghiệp kinh doanh là gì hết thì đã không khuyên rồi. Đến nhà trường thời đó thầy cô của chúng ta cũng đâu có nói gì cái từ khởi nghiệp đâu. Hồi đó cái từ khởi nghiệp là một cái từ gì đó nó rất là bí mật, nó rất là hiếm mà ít người nhắc đến lắm. Các bạn ơi, hình dung ra cái này chưa? À, và khi chúng ta đến nhà trường, đúng rồi, 45 tuổi trở xuống, đúng rồi. Ok chưa? Thì đến nhà trường thầy cô chúng ta có bao giờ nhắc về khởi nghiệp đâu, và chúng ta cũng không nói cho thầy cô được, vì thầy cô cũng là người đi về chuyên môn thôi. Thầy cô là người thì đi giỏi dạy học toán thì ra dạy cho chúng ta toán, người đi học lịch sử thì dạy chúng ta lịch sử, người đi học địa thì dạy cho chúng ta địa, và phần lớn thầy cô chúng ta giúp cho chúng ta giỏi về cái chuyên môn đó thôi. Thầy cô chúng ta cũng đâu có được dạy về khởi nghiệp đâu, và thầy cô chúng ta cũng đâu có hiểu về khởi nghiệp đâu. Thậm chí lên cả đại học mà bạn học kế toán thì thầy cô dạy về kế toán. Ok chưa? À, bạn học quản trị thì thầy cô dạy về quản trị. Thầy cô cũng có hiểu gì về khởi nghiệp đâu. Nó thầy cô không, nó là chúng ta cũng không có gì, chúng ta cũng không có trách thầy cô của chúng ta tại sao không dạy cho chúng ta về nghiệp, chúng ta cũng không có trách nhà trường được. Bởi vì ở một cái thế hệ gì à? À, ở một thế hệ gì à? Chúng ta ở một cái thế hệ, các bạn nói rồi, thế hệ thầy cô của chúng ta cũng thường thường là ở ngay cái thế hệ baby boomer luôn. À, rồi thế hệ của mình nè, thế hệ của mình là ở cái Gen X nè. À, ok rồi. À, rồi được dạy nó như vậy thôi. À, chúng ta không biết gì hết, cũng không có hiểu gì về khởi nghiệp là gì hết. Rồi truyền thông hồi đó thì như thế nào à? Truyền thông hồi đó cách đây mười mấy 20 năm thì nó như thế nào à?
À, đúng rồi thầy, em là thế hệ 9X cũng không ai dạy nữa nè. Vô tình gặp gặp thầy. Bạn mua mũi nó rất là tuyệt vời. Mai Kim không đi học thì live stream nè. Đúng rồi. Ok chưa? À, thì có ai hiểu cái gì đâu mà lại nói tiếp hay quá thôi. Anh Phan. Vâng, cảm ơn bạn Anh Phan rất là nhiều. À, lâu quá chưa gặp bạn Anh Phan. À, các bạn comment xuống đi, các bạn comment xuống đi. Các bạn thấy mình chia sẻ cái điều gì tuyệt vời thì các bạn comment xuống. Và một điều nữa, các bạn hãy chia sẻ, bấm vào là Facebook, chia sẻ cái đoạn livestream này lên tường nhà mình để cho nhiều người biết. Học đại học để ra làm công thôi. Ok, bạn Tô Lâm nói rất là tuyệt vời. Chính xác nó là như vậy. Ok chưa? Chính xác nó là như vậy. Ok chưa? À, bạn bấm vào nút chia sẻ và chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người xem nữa. Để chúng ta giúp mọi người chúng ta góp một tay. Mọi người chúng ta góp một tay để cho gì à? Để cho cái tinh thần khởi nghiệp nó được lan tỏa ra. Vì sao à? Nhiều người khởi nghiệp thì thế giới nó càng tuyệt vời, đất nước chúng ta càng tuyệt vời. À, hồi nãy giờ mình xem thì mới có 80 lượt chia sẻ à. Làm sao nó lên phải 200 lượt chia sẻ thì nó mới tuyệt vời. À, và cái lượng người xem hiện tại chưa được 150, làm sao chúng ta lên 200 á, để lớp học chúng ta nó đông lên, nó mơ vui. À, và bây giờ mình lại tiếp tục nói về thế hệ tiếp tục truyền thông thời đó đó, các bạn biết mà lâu lâu một cái dự án A, một cái dự án B gì thất bại là họ đưa tin thôi. Họ đưa tin kinh khủng lắm, họ đưa toàn là những cái tin xấu về khởi nghiệp không không à. À, rồi lại sao nữa? À, lâu lâu có một đại gia phá sản họ cũng đưa tin xấu về khởi nghiệp mà. Rồi tiếp theo nữa là gì? Luật nhà nước. Luật nhà nước. Luật nhà nước thời đó đó cũng không khuyến khích, không có khuyến khích ra khởi nghiệp gì hết. Cái thời cách đây 10, 20 năm trước, cái luật nhà nước không có khuyến khích ra khởi nghiệp gì hết. Ok chưa? À, nó là chúng ta như thế nào à? Chúng ta bị đôi đường, đôi bề luôn. À, nó là một cái thế hệ mà sống trước đây. Thực sự là nhà nước mới chính thức ủng hộ khởi nghiệp mới năm 2016 là ra được chương trình quốc gia khởi nghiệp. Còn trước đó đó, các bạn thấy chưa? Thời cái ông Tăng Minh Phụng rồi đó, các bạn thấy chưa? À, hoặc là những cái thế hệ như Bầu Đức nè, thế hệ như anh Vũ Trung Nguyên rồi nè. À, mình rất là ngưỡng mộ những cái thế hệ đó. Bởi vì sao? Họ đi ra khởi nghiệp nhưng mà khó khăn chồng chất vây quanh họ. Nào là định kiến xã hội, nào là lực cản của gia đình, nào là truyền thông suốt ngày đập mấy cái ông. Rồi hồi đó cơ quan quản lý thị trường, trường cơ quan thuế, thành lập công ty, họ nhìn cái giới doanh nghiệp nó rất là khó, họ luôn tìm cách họ bắt ép. Các bạn hồn dồn chưa? Nên các bạn phải nhìn những cái con người đó, bây giờ họ thành công. Dù họ thành công bằng con đường nào thì mình cũng rất là ngưỡng mộ họ. Bởi vì sao ạ? Họ đã vượt qua được những cái định kiến xã hội. Họ đã vượt qua được những cái định kiến xã hội. Họ dám làm. Các bạn nhận ra điều này chưa? Các bạn thấy là các bạn phải cần suy nghĩ cái điều này. À, tại sao ngày hôm nay cái điều kiện tuyệt vời này mà bạn còn suy nghĩ, bạn còn sợ, bạn còn lo lắng, bạn còn đủ thứ hết. Phải nói cái thế hệ đàn anh của chúng ta đê trước, họ rất là tuyệt vời. Họ vượt qua rất là nhiều định kiến. Để gì à? Để họ xong ra họ khởi nghiệp. Chưa nói mình báo cho các bạn biết. Rồi ra khởi nghiệp xong nó như thế nào à? Nó như thế nào các bạn không? Rồi ra khởi nghiệp xong không có kiến thức. Một số người ra khởi nghiệp không có kiến thức. 100 người ra khởi nghiệp, hơn 90 người 2-3 năm sau thất bại mất tiêu rồi. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Rồi những người thất bại đó họ có im không? Họ không có im. Họ ra, họ thấy cái thằng đàn em nào mới ra khởi nghiệp là họ hù. Họ nói, mày ra khởi nghiệp mày cẩn thận đó nha. Mày không cẩn thận là mày thất bại đó nha. Tao đã thất bại rồi nè. Tức là những cái ông khởi nghiệp thất bại rồi, ông đâu có im đâu. Ông ra, ông gặp thằng nào, ông cũng hù hết. Các bạn có hình dung ra điều này chưa? Cứ một số ít thất bại thành công, thì họ bận việc họ làm. Họ đâu có khuyên đâu. Và họ khuyên, thì họ là số ít mà. Nó là có đúng lực cũng đâu có ai nghe đâu. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Nên bao quanh họ, bao quanh của thế giới kinh doanh khởi nghiệp á, à, cái thời trước đấy á, các bạn hiểu ra điều này chưa? Là như thế nào à? Là không ai ủng hộ hết. Đây là thế hệ trước đây. Ok, các bạn đảm bảo
những gì vừa rồi mình chia sẻ các bạn thấy có hữu ích không ạ? À? Các bạn comment vào, các bạn nói điều này nó rất là hữu ích. Ok, các bạn comment vào. Ok chưa? Các bạn không comment vào thì như thế nào ạ? À? Bạn sẽ quên mất đi. Ok chưa? Bạn phải comment vào. Ok chưa? Bạn đã đảm bảo chia sẻ cái livestream này đến cho nhiều người biết nữa. Các bạn chia sẻ ra, các bạn để cho nó lan tỏa ra. Ok chưa? Bạn chia sẻ ra. Vâng. Khởi nghiệp thất bại đi gieo cái tiêu cực cho người khác, đúng rồi. À, rất là hữu ích. Ok. À, rất là tuyệt vời. À, bạn nhớ bấm và chia sẻ ha. Thầy nói vui quá. Ok, bạn Lê Khoa. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, cảm ơn Khang. À, rất là hữu ích. Cảm ơn bạn Trường Chăm cứu. Ok, chúng ta cần hiểu để chúng ta gì ạ? Mình muốn nói một cái bức tranh nó ra để các bạn hiểu, để các bạn ủng hộ những con người họ dám ra khởi nghiệp. Các bạn đừng có dập tắt mắt cái gì cái khát khao, cái mầm non của họ mất. À, các bạn vô cho nó là chúng ta cần gì, chúng ta cần phải gì phải ủng hộ những cái người họ dám thay đổi, họ dám bứt phá, họ dám vượt qua được những cái rào cản đó, hệ họ ra khởi nghiệp thì chúng ta phải ủng hộ họ thay vì chúng ta giữ họ lại. Ok chưa? À, các bạn dùng chưa? À, và báo chí truyền thông đồ đó, tại vì tất cả những người hồi đó họ làm ở cơ quan báo chí truyền thông này, những người thời đó, những người làm cho nhà nước luôn, những người cơ quan thuế, cơ quan nhà nước ở cái thời đó luôn á, họ cũng thuộc thế hệ gì? Thế hệ baby boom hết. Ok chưa? Thế hệ baby boom nó sẽ sinh ra gì à? Nó sinh ra thế hệ Gen Y, thế hệ Gen X chứ. Thế hệ Gen X là thế hệ như mình này. Đặc trưng của thế hệ Gen X là như thế nào ạ? Đặc trưng của thế hệ Gen X là như thế nào ạ? Cái thế hệ Gen X này á là họ phải chống chọi gì ạ? Thiếu gì ạ? Thiếu ba mẹ. À, ba mẹ. Đâu chưa? Họ thiếu ba mẹ vì sao à? Bởi vì ba mẹ hồi đó suốt ngày đi làm. À, bỏ mặt con ở nhà đó sinh con, bỏ mặt con ở nhà đó và đi làm. À, không đi làm nông thì cũng đi xuống chợ buôn bán làm quằn quặt cả ngày để kiếm được miếng ăn đồ về. À, thế hệ cái đứa này cũng được đi học nhưng mà vô cùng thiếu thốn. Đi học hồi đó mà nhớ đi cái đế dép chứ không, vô cùng thiếu thốn. Tập hồi đó đâu có tập đâu, tập cái giấy vở ghi đen thui các bạn biết không? Và sách hồi đó không có, phải lên thư viện mượn hoặc là mua được cái bộ sách này, thằng anh học truyền cho thằng em học tiền cho thằng em nữa, hoặc là mua một bộ sách gì đó cả làng cũng học. Các bạn thấy thế hệ Gen X không ạ? Thế hệ Gen X nó sống lên trong một gia đình, nó chứng kiến ba mẹ nó cực khổ không thể tưởng tượng được, hàng ngày lao ra làm, thiếu ăn thiếu mặc, nó cần cái tiền gì nó xin ba mẹ nó một cái, ba mẹ nó chửi mày làm nhiêu tiền như ở trên cây á. Mày biết tiền tao làm cực khổ lắm không? Các bạn hình dung ra cái thế hệ Gen X nó chứng kiến những cái gì không ạ? Ok chưa? Vừa rồi các bạn thấy mình để có hữu ích không? Các bạn comment xuống và các bạn nói những chia sẻ này rất là hữu ích. Và như thế nào à? Các bạn hãy gì à? Các bạn hãy gì à? Ok, hãy chia sẻ gì à? Hãy chia sẻ, bấm nút chia sẻ cái đoạn livestream này. Các bạn hãy bấm nút chia sẻ đi ạ. Chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người biết, để đông nhiều người học, để chúng ta vui ra. Đông người học và học online, lớp học online chúng ta càng đông lên thì nó mới càng vui các bạn ơi. Lớp học online ít quá nó không có vui. Là em là thầy, vâng. Bạn là thuộc thế hệ gì? Thế hệ Gen X đúng không? Đặc trưng của thế hệ Gen X nó là như vậy đó. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Họ xuất thân, ba mẹ thì suốt ngày đi làm. Họ như thế nào ạ? Họ phải học với trong một cái hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn. Thiếu thốn sách vở, thiếu thốn dụng cụ, thiếu tốn mọi thứ đó. Hồi đó cái chiếc xe máy còn không có đâu á. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nên cái từ mà khởi nghiệp đối với họ nó cũng rất là xa xỉ. Bạn Khoa Lê rất là tuyệt vời. Ok rất là tuyệt vời các bạn. Bạn Vũ Kim Xuân hay quá. Ok, rất là bạn Vũ Lê quá tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ bấm like, bấm chia sẻ, mới có 91 lượt chia sẻ. Các bạn cần phải chia sẻ
nhanh cái đoạn livestream này đến cho nhiều người, để cho lớp học chúng ta nó đông lên, nó tăng lên khoảng 200 người nó mới tuyệt vời. À, thế hệ Gen X này, các bạn nhung ra chưa? Thế hệ Gen X như mà này, thế hệ Gen X là sinh từ năm mấy cho tới năm mấy các bạn ơi? Các bạn comment vào. Dĩ nhiên nó không có phải đúng 100% nhưng mà nó nằm trong cái khoảng đó. À, bạn cái gì, bạn Cường gì đó, mày điên rồi, đúng rồi bạn Cường ơi, điên mới lên livestream này nói chứ không điên lên livestream làm chi. Cái bạn Cường hình dung không à, nó là bạn an tâm, bạn không cần phải nói cái câu đó, ok chưa? À, bạn Nguyễn Văn Hóa, ok tuyệt vời quá thôi, ok rất là tuyệt vời. Bạn Lê Bảo tuyệt vời, ok cảm ơn bạn Lê Bảo rất nhiều. Bạn Mùi chia sẻ đi cả nhà ơi, đúng rồi bạn Lê Mùi rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy bấm cái nút chia sẻ đây. À, để chúng ta đảm bảo rằng lên nhiều người nữa, 150 người rồi có cái thao mà lớp chúng ta, mà nếu mà 200 người nữa thì nó rất là tuyệt vời. Bây giờ các bạn làm một việc nữa dơ với mình, em chia sẻ hết danh sách rồi thầy ơi, ok rất rồi bạn Lê Khoa, bạn rất là tuyệt vời. Bây giờ các bạn làm một việc này với mình nè, từ thế hệ 85 đến 90, không phải bạn Thành Thở ơi, từ khoảng từ năm 75, đúng rồi, từ năm 75 cho tới năm 2000 mấy đó, ok chưa? Nó nằm trong cái khoảng đó, nằm trong khoảng đó. Đó là cái thế hệ Gen X. Ok. Thế hệ Gen X là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ba mẹ, thiếu cơ sở vật chất. Ok chưa? Nên phần lớn thế hệ đó là họ như thế nào? Họ bị giữ chân lại. À, hiện tại là họ làm nông nhiều nè, họ làm công nhân rồi nhiều nè. Các bạn hình dung ra điều này cho họ bị giữ lại. Tuy nhiên, một số khác họ bứt phá qua ra được, thì một số khác họ bứt phá qua được cái chỗ đó đó, thì cái ý chí và cái khát khao làm giàu của họ nó vô cùng mãnh liệt. Đó là cái thế hệ Gen X các bạn. Thế hệ Gen X là cái khát khao ý chí làm giàu, bởi vì họ mơ có một cái nhà, họ mơ có một cái nhà, bởi vì cái nhà hồi kia của ba mẹ họ xây á, các bạn nhớ chưa, là một cái nhà không ra ngô ra khoai, đúng rồi. Ok chưa? Thế hệ cái nhà nó không có ra ngô ra khoai, nên họ mơ kiếm tiền, họ mơ giàu có về để họ có miếng đất, họ xây cái nhà cho ba mẹ, xây cái nhà cho chính họ. Bạn hình dung chưa? Họ mơ cái gia đình họ có đầy đủ, à, có tivi, có nhà đẹp, ok chưa? Rồi thậm chí người nào tốt hơn thì họ mơ họ có cái xe cho bạn bè xe con đó. Bạn hình dung chưa? Tất cả những người thế hệ Gen X họ đều có mức khát khao đó, vì họ chứng kiến một cái quá khứ nó quá cực khổ. Bạn hình dung chưa? À, và họ không chấp nhận cái điều đó, họ luôn khao khát. Và những cái thế hệ này, thế hệ Gen X họ có một cái là cứ lao ra làm thôi. Họ cũng chả quan tâm gì học hành. Các bạn nghe đại người đó này, tao làm đấy, thế hệ tao làm đấy. Tôi mày ăn gì, tôi mày ăn học hoài vậy, tao làm đấy, lao ra làm là được thôi. Thế hệ Gen X là thí mạng cùi luôn. Tại vì sao? Hồi kia lao ra làm quen rồi, từ nhỏ tới lớn giờ khổ quen rồi, cái gì cũng làm quen rồi. À, nên là họ cũng không quan tâm tới học hành nhiều. À, cứ lao ra làm thôi. À, các bạn vô à? Mà hơi dính chút Gen X. Ok chưa? Rất là tuyệt vời, các bạn cần phải chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người. Và các bạn thấy cái điều này tuyệt vời thì các bạn comment điều này tuyệt vời. Các bạn học hành được cái gì thì các bạn nói, các bạn học hành vào. Học hành được cái gì hay thì các bạn comment vào để gì à? Để các bạn truyền năng lượng cho mình. Và các bạn truyền năng lượng cho mình thì mình chia sẻ máu lửa nữa, và mình chia sẻ máu lửa nữa mình thì tự nhiên cái lớp học của chúng ta rất là tuyệt vời. Những con người đó họ thông minh bẩm sinh rồi thầy ạ. Ok ạ. Ok. Không biết họ thông minh không, không biết thì mình không biết. Tất cả những người chúng ta sinh ra là thông minh hết á, không ai không thông minh hết á. À, thằng Giang trẻ lớn bé gì mới sinh ra đời là thông minh hết á các bạn ơi, không ai là không thông minh hết á. À, các bạn nhung ra điều này chưa? Và cái thế hệ này nè, các bạn thấy hiện tại đại gia thì nó rớt vào cái thế hệ Gen X rất là nhiều, bởi vì họ khát khao lắm. À, tuy nhiên thế hệ Gen X là thế hệ trả giá nhiều lắm. Ok chưa? Thế hệ Gen X thiếu cha mẹ vì chưa thống nhất đất nước. À, các bạn vô à? Thế hệ thầy máu lửa quá. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Trà. Ok. Họ trả giá nhiều lắm. Có những người họ giữ được, nhưng mà có những người
sau khi họ có nhà cửa rồi xong thì họ mất mát nhiều lắm, họ mất nhà mất cửa, họ trả giá lại, bởi vì cái gì, họ lao ra làm nhưng mà họ thiếu cái kiến thức, họ thiếu kiến thức nền tảng. À, chào bạn Đào Vịnh, ok chưa? Các bạn hồi nãy giờ các bạn ghi đi, các bạn tổng kết các bạn học được cái gì thì các bạn ghi nó ra cho mình biết, ok chưa? Thành công 1% là do tài năng, bản sức 900 là mồ hôi và công sức, ok. Cảm ơn bạn rất là nhiều, ok chưa? Dễ là chắc là bạn đọc sách nhiều đó, ok chưa? Bạn đọc sách nhiều nên bạn mới biết những cái câu này đó, ok chưa? Rồi. À, chúng ta lại tiếp tục. À, chúng ta lại tiếp tục. À. À, ok chưa? Vậy thì các bạn thấy mà cái thế hệ, vậy thì các bạn thấy mà hồi nãy giờ mình nói cái thế hệ baby boomer rồi, để các bạn biết rồi, cái nền tảng cái thế hệ baby boomer vậy nên là họ không có ủng hộ thế hệ Gen X ra kinh doanh, nên là hiện tại thế hệ Gen X là cái thế hệ mà hồi nãy các bạn nói á, ok chưa, bây giờ họ khoảng ba mấy á, nó trải dài từ 30, từ 27, 28, 29, 30 cho tới 40 á, là cái thế hệ này á, họ không được cái thế hệ trước ủng hộ. Nó là khi mà bây giờ mà họ có ra mà họ đòi khởi nghiệp một cái á, là cái thế hệ trước đó như là cản trở kinh khủng lắm. Thế hệ baby boomer họ cản trở thế hệ sẽ kinh khủng lắm. Và một số đứa nó bứt phá ra. Ok chưa? Nó là mình đã nói rồi. Em khỏi ghi chép cũng nhớ những lời thầy nói. Ok, bạn Khoa rất tuyệt vời. Nó là các bạn, tối hôm nay mình chia sẻ để các bạn hiểu điều này nè, để các bạn không có bị xung đột các thế hệ dơ nhau. Bạn hiểu để bạn không có xung đột. Chút nữa mình sẽ chia sẻ bạn thế hệ Gen Y, rồi thế hệ Gen Z nó như thế nào, để chúng ta không có bị xung đột với nhau. Đừng có bị xung đột với nhau, chúng ta phải hiểu từng cái thế hệ một là cái thứ nhất. Cái thứ hai gì à? Cái thứ hai, để chúng ta hiểu cái điều này, để chúng ta ứng xử. Nếu mà chúng ta gặp một người thế hệ baby boomer thì chúng ta phải đối xử nó như thế nào. Nếu chúng ta gặp một người thế hệ Gen X thì cứ khát khao cháy bỏng làm giàu làm kinh doanh, thay đổi cuộc đời, muốn có nhà có cửa nó như thế nào. À, thầy học ngành y à? Wow, mình có liên quan gì ngành y đâu bà Hoa Quỳnh ơi. À, mình không liên quan gì tới ngành y, mình là người làm kinh doanh. Hai thầy, chúc thầy có nhiều sẻ. Ok, bạn Giang Kim Cúc rất là tuyệt vời. À, bạn Đinh Hồng Dũng, cảm ơn bạn Đinh Hồng Dũng, bạn đã mới vừa vào. Ok, chúng ta gì à, các bạn cần lửa và năng lượng và nhiệt huyết lên. Các bạn cần lửa và nhiệt. Thế hệ trước thì chỉ muốn làm công ăn lương và công việc ổn định, em đứng trước điều đó, em luôn muốn cuối tháng nhận được lương thẻ. Ok, không phải đâu, bởi vì bạn đang bị cái phần mềm, bạn Vũ Trường Giang, bạn đang bị phần mềm. Phần mềm đó là phần mềm gì à? Phần mềm nhóm Đinh nó đang kiểm soát cuộc đời của các bạn thôi, chứ không phải nó như vậy đâu. Bạn Vũ Trường Giang đã đọc hai quyển sách của mình chưa? Quyển thứ nhất là Vượt Biển Lớn, và quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Xíu Thôi. Nó sẽ giúp cho bạn cài đặt lại phần mềm. Nó giúp cho bạn Vũ Trường Giang cài đặt lại phần mềm. Ok chưa? Và bạn chịu khó học cái lớp của mình thì tự nhiên bạn nhìn cái góc độ kinh doanh nó hoàn toàn khác. Tí thầy giúp cho cân bằng các ứng xử giữa các nhóm gen nha thầy. Ok, rất là tuyệt vời. Em muốn khởi nghiệp kinh doanh nhưng không biết từ đâu thầy ơi. À, không biết bắt đầu từ đâu chứ gì. Vì cũng giống như mình hay giỡn trong các lớp là mình nói khởi nghiệp bắt đầu từ đâu thì mình hay hỏi. Mình ví dụ là nếu một cái bạn mà 30 tuổi đời mà họ hỏi mình, anh ơi tán gái từ đâu? Tán gái bắt đầu từ đâu? Ok, bây giờ bạn thử trả lời đi. Nếu tán gái bắt đầu từ đâu? Em có thêm sức mạnh rồi thầy. Em lo sợ không dám làm riêng, giờ em có quyết tâm rồi thầy. Ok, rất là tuyệt vời, bạn rất là tuyệt vời. Ok chưa? Rồi, vậy thì bây giờ mình lại nói tiếp. Vậy thì sao à? Nó là nhà trường nè, ba mẹ chúng ta là thuộc thế hệ Gen X nè, hoặc là thế hệ gì à, thế hệ Gen Baby 3M nè, thì họ như thế nào à? Em mới đọc xong một cuốn. Ok, rất là tuyệt vời. Thì họ như thế nào à? Họ nhìn bức tranh khởi nghiệp, họ nhìn người kinh doanh với một cái góc độ rất là khác, nên họ cản trở các bạn là đúng rồi. Ok chưa? Tuy nhiên, một tin vui cho các bạn. Các bạn có sẵn sàng để mình bật mấy cái tin vui không ạ? Em không quên hai câu chuyện mẹ con lạc đà của thầy. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Ok chưa? Bạn có sẵn sàng để mình kể cho các bạn tin vui vui chưa? À, các bạn có sẵn sàng kể cho mình kể cho bạn tin vui chưa? Sẵn sàng chưa? Các bạn ghi sẵn sàng kể tin vui đi ạ. À, cái tin vui này rất là tuyệt vời. Và bạn nào vào sớm, tán gái bắt đầu từ đâu? Đúng rồi,
Bạn trả lời được cái câu tán gái bắt đầu từ đâu thì bạn cũng trả lời được cái câu khởi nghiệp bắt đầu từ đâu. Ok chưa? Anh nói để em bay vào Sài Gòn khởi nghiệp. Vâng, đúng rồi, rất là tuyệt vời. Ok. Ok chưa? Vậy thì nó như thế nào ạ? Nó như thế nào ạ? Khi nghe thầy cho nên là động lực làm em lên cực cao. Ok, rất là tuyệt vời. Vậy thì một cái tin vui cho các bạn. Các bạn nào vào sau thì các bạn nhớ share cái đoạn này. Share cái đoạn live stream này về tường của các bạn để cho nhiều bạn bè mình được biết đi. Các bạn phải share đi. Bấm nút share đi. Ok chưa? Mình nhìn trên máy mình. Share đi. Nhiều người, cái lớp học chúng ta nó đông. Và nó đông là nó vui. Càng đông càng vui. Ok chưa các bạn ơi? Càng đông càng vui. Và bây giờ các bạn đang kinh doanh cái gì? Mới có 110 lượt chia sẻ à. Nếu chúng ta lên được 200 lượt chia sẻ thì tuyệt vời. Ok chưa? Bây giờ các bạn phải làm việc này với mình. Các bạn nào đang kinh doanh cái gì thì các bạn comment xuống là các bạn đang kinh doanh cả gì. Ví dụ như là em đang có cái công ty xây dựng, công ty xây dựng của bạn tên gì, địa chỉ của bạn nó là gì, website của bạn nó là gì. Hôm nay em mới mua quyển sách mỗi ngày một chút xíu chưa kịp đọc nhưng nay gặp bạn quý nên em tặng rồi thầy. Ok, bạn quá tuyệt vời. Bạn có tư duy rất là tuyệt vời. Ok, đầu tư chứng khoán có gọi là khởi nghiệp không thầy? Ok chưa? Bạn chưa kinh doanh mà bạn nhảy vào đầu tư thì bạn lo đi kiếm tiền. Tán gái bắt đầu từ đâu? Ok, trả lời được cái câu tán gái bắt đầu từ đâu thì bạn sẽ trả lời được cái câu khởi nghiệp bắt đầu từ đâu. Băng keo Phú Cường văn. Bạn nào kinh doanh cái gì thì các bạn comment xuống các bạn kinh doanh cái đó. Còn bạn nào chưa kinh doanh cái gì thì nói là em chưa kinh doanh cả gì. Ok chưa? Em chưa kinh doanh cả gì. Và cái câu hỏi tại sao là bạn lại chưa kinh doanh, cái điều gì nó đang giữ chân các bạn lại? Em bán mắt kính cận. Ok, bạn nào kinh doanh cái gì thì cứ ghi ra. Em kinh doanh mỹ phẩm mới khởi nghiệp nên đang có gặp khó khăn. Ok, ông nào khởi nghiệp không gặp khó khăn? Ok chưa? Khó khăn lớn nhất là cái bên trong của bạn đang yếu quá. Ok, chào bạn bánh canh ghẹ. Chúng ta chia sẻ cái live stream này và các bạn tag bạn bè của mình vào để cho nó đông vào. Đảm bảo lớp của chúng ta, bạn Tiến Tiger, kinh doanh quán nhậu tuyệt vời. Ok, em kinh doanh mỹ phẩm. Ok chưa? Bạn nào có website thì đưa website lên luôn. Ok chưa? Bạn nào có địa chỉ thì đưa địa chỉ lên luôn. Để những người họ học cái lớp này. Ok chưa? Họ học cái lớp này. Họ thấy được bạn. Họ kết nối với bạn để làm kênh với anh. Bạn hình dung chưa? Lên cái Facebook của mình. Xem live stream. Mà còn ngại. Comment mình đang kinh doanh cái gì. Thì rõ ràng. Bạn đang gì? Bạn đang ngại quá rồi. Bạn không thể làm kinh doanh được. Ok chưa? Nó là comment vào. Tìm comment, tìm đại lý đó vào. Tìm bên khách hàng đâu. Ông nào mà chưa kinh doanh được thì nói là chưa kinh doanh được. Ông nào đang kinh doanh tốt thì nói em đang kinh doanh rất là tốt. Ông nào kinh doanh đang dở thì nói là em kinh doanh rất là dở. Em đang kinh doanh rất là tệ. Comment vào. Ông nào mà còn chưa dám ra kinh doanh thì nói là em chưa dám kinh doanh. Em còn đang hứa hẹn mấy cái ông đó. Yếu cơ quá. Ok chưa? Em mới ra trường không quan trọng. Người ta 20 tuổi người ta ra làm kinh doanh rồi. Bạn mới ra trường cái gì? Ok chưa? Em kinh doanh nước ép dinh dưỡng online. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn comment cái gì? Bạn hãy nói cái comment xuống. Ok chưa? Rồi, mình lại nói tiếp. Một cái tin vui bây giờ, các bạn cứ ghi tán gái bắt đầu từ đâu, tiếp xúc. Ok chưa? Bạn kinh doanh cái gì, bạn ghi xuống, ghi địa chỉ, đồ xuống. Em đang bán thực phẩm chức năng giảm cân. Nhưng mà bạn Trịnh Thiếu Gia, bạn có bán cho bạn chưa? Hay là bạn đi bạn bán cho người khác? Ok chưa? Em kinh doanh mỹ phẩm nay quyết tâm bứt phá. Ok chưa? Em biết thầy đặt hai cuốn sách. Vâng. Bạn nào mà muốn mua hai cái quyển sách mỗi ngày một chút xíu thôi, mỗi ngày một chút thôi và vượt biển lớn. Ok chưa? Thì các bạn inbox vào cái Facebook của mình, cái số điện thoại của các bạn. Ngày mai mình giao liền trên khắp mọi miền đất nước. Ok chưa? Đây là hai quyển sách của mình. Ok, bạn nào muốn mua hai quyển sách này thì các bạn inbox vào. Ok chưa? Các bạn inbox vào. Và ngày mai mình sẽ giao quyển sách này tặng nhà của các bạn. Inbox cho mình cái số điện thoại của bạn. Thì ngày mai các bạn sẽ như thế nào các bạn sẽ nhận được mai mốt trên khắp mọi miền đất nước. Ok chưa? Ok chưa? Bạn Vũ Trường Giang đang làm lòng quá, ra khởi nghiệp đi bạn Vũ Trường Giang ơi. Ok chưa? Làm lòng vòng quá. Ok chưa? Vâng. Và cái tin tuyệt vời, mình lại nói tiếp các bạn, cái tin tuyệt vời. Ok chưa?
em dạy phong thủy, ok, rất là tuyệt vời, ok chưa? Fanpage của em, Facebook, giấy Sài Gòn đó, ok chưa? Vậy thì cái tin tuyệt vời là gì ạ? Ngày hôm nay khởi nghiệp được rất là nhiều người ủng hộ, ngày hôm nay khởi nghiệp được rất là nhiều người ủng hộ, ok chưa? Như thế nào là nhiều người ủng hộ? Là luật doanh nghiệp đã ra rồi, luật doanh nghiệp đã ra rồi, khuyến khích mọi người ra làm kinh doanh. Chính phủ ra và các bạn thấy bây giờ truyền thông các cái chương trình thi khởi nghiệp làm khởi nghiệp liên tục diễn ra, ok chưa? Các cơ quan báo đài, các cái trung tâm, các cái vườn ươm liên tục ra đời, ok chưa? Các cái cơ sở đào tạo, các cái trường, nói chung là thượng vàng hạ cám bây giờ, tại vì biết có kinh nghiệm về khởi nghiệp, không có kinh nghiệm về khởi nghiệp cũng ra mở lớp dạy khởi nghiệp, vui chịu không nổi luôn, ok chưa? Các bạn ơi, nhận ra điều này chưa? Ông nào đọc sách ra cũng đi ra mở dạy khởi nghiệp chịu không nổi luôn, có các bạn ơi, có đầy ngay hết ngày nay, ok chưa? Cái khởi nghiệp nó dạy nhan nhản luôn, ok chưa? Những cái ông đứng dậy, ok chưa? Chưa bao giờ khởi nghiệp lần nào, toàn là khởi nghiệp thất bại không, cũng ra đứng dậy mở lớp dạy khởi nghiệp. Ngày hôm nay đây là một cái tín hiệu vui. Các khóa học dạy khởi nghiệp, sách về khởi nghiệp đầy ngay hết, ok chưa? Ngày nay là một cái tín hiệu vui. Cái chương trình khởi nghiệp am chia sẻ mỗi ngày. Bây giờ xã hội định kiến bây giờ lại hết rồi, đỡ rồi, ok chưa? Vậy thì tại sao các bạn không ra khởi nghiệp nhỉ? Cái gì nó đang cản chân các bạn vậy? Ok chưa? Cái điều gì đang cản chân các bạn? Các bạn ông nào chưa ra khởi nghiệp thì các bạn comment xuống cái gì nó đang cản chân các bạn bạn vậy? Cái gì? Ok chưa? Cái gì nó đang cản chân các bạn? Điều gì nó đang cản chân dưới bạn vậy? Và nó như thế nào ? Ok chưa? Các bạn đang thấy nè, ok chưa? Vậy thì hồi nãy mình nói thế hệ baby boomer, thế hệ Gen X, thế hệ Gen X này. Ông nào mà ông ra khởi nghiệp được, ông kinh doanh được, ông mạnh mẽ gớm lắm. Ông rất là mạnh mẽ, bởi vì cái thế hệ Gen X là cái thế hệ mà nó khát khao làm giàu mãnh liệt. Bởi vì nó muốn có cái nhà, nó muốn có cái nơi mà bù lại cái thời ba mẹ nó đang rất là cực khổ. Nó muốn có cái xe. Và tóm lại nó cần có tiền, bởi vì nó sống một cái cuộc sống trước đây rất là khổ cực. Thế hệ Gen X này nó sẽ sinh ra tiếp một cái thế hệ nữa, là người ta gọi là thế hệ Gen Y. Thế hệ Gen Y. Thế hệ Gen Y. Ok chưa? Thế hệ Gen X. Ok chưa? Cái đứa nào mà thế hệ Gen X á, nó khác theo, nó làm, nó có nhà, có cửa, có xe, có đất, nó sinh ra thế hệ Gen Y. Cái thằng Gen Y thì hầu như là nó mới sinh ra nó đã được sướng rồi, nó có tất cả, nó được cưng lắm. Cái thằng thế hệ Gen Y này nó đang được cưng lắm. Các bạn nhận ra điều này chưa? Tìm thức cản chân phải không thầy? Ok, bạn nói tìm, ok chưa? Bạn thiếu cái môi trường rồi, ok chưa? Thì nó như thế nào? Cái thế hệ Gen Y nó ra đời thì nó như thế nào? Cái thế hệ Gen Y là cái thế hệ nó sinh ra đời nó có tất cả rồi, nó có nhà của ba mẹ có rồi, nó đi học thì cũng có xe máy rồi, đi học ba mẹ lo cho đi học, nó muốn học ngoại ngữ là có học ngoại ngữ, nó tiếp cận với internet, nó vào và nó tiếp cận với internet. Ok chưa? Cái thế hệ Gen Y á, phần lớn á là nó có đầy đủ tất cả. Và nếu ba mẹ không biết cách dạy cho nó thì đúng là nó thiếu cái sự khát khao. Nó không có khát khao bằng Gen X, bởi vì nó lớn lên nó đâu có bị cực khổ như Gen X đâu, mà nó khát khao, nó không có bị luyện, nó không phải nung nấu ở trong bên trong đó là nó phải làm giàu. Cái sự khát khao nó không có bằng, bởi vì nó đầy đủ quá. Cái thế hệ Gen Y là cái thế hệ mà nó hay mộng mơ, bởi vì nó đầy đủ quá, lớn lên cái gì nó cũng có, đi học thì ba mẹ lo. Cái thế hệ Gen Y của Việt Nam của chúng ta thì lại vui nữa, ok chưa? Bởi vì ai đó cho tiền nó và nó quen rồi, nó quá quen rồi. Các bạn nhận ra điều này, cho nó quá quen rồi, nó không giỏi. Hiện tại thì nó lớn rồi mà nó vẫn cứ gì nó vẫn cứ như thế nào? Nó vẫn cứ xin tiền của ba mẹ
Thậm chí một cái đứa 25, 26, 21, 22, 23 tuổi là cái tuổi đời đẹp nhất, nó vẫn cứ xin tiền của ba mẹ. Các bạn, bạn chưa? Trong các lớp á, mình gặp mấy đứa 22, 23, 24 tuổi nó vẫn còn xin tiền của ba mẹ, vui lắm. Mình hay hỏi nó. À, mình hay hỏi. Mình hỏi là em với mẹ em ai sức khỏe tốt hơn, nó nói nó sức khỏe tốt hơn. Ai trình độ cao hơn, nó nói nó trình độ cao hơn. Ok chưa? Ai ở thành thị, nó nói nó ở thành thị, bố mẹ nó ở Long Tôn. Vậy ai cho tiền ai? Mẹ cho tiền cái thằng này. Các bạn thấy mắc cười không? À, cái thế hệ Gen Y vui lắm. Nó bị trái bồ giờ là nó nghĩ tới ba mẹ. Nó thiếu tiền nó nghĩ tới ba mẹ, mà ba mẹ thì già rồi. Hả? Nó thiếu cái gì nó cũng nghĩ tới ba mẹ. Mấy thế hệ Gen Y nó vui lắm. Bởi vì sao ạ? Nó lớn lên nó đâu có trải qua được những cái khổ cực đó. À, nó lớn lên nó sống như thế nào ạ? À, nó sống được ba mẹ lo hết rồi. Nên cái khả năng tự lực tự cường nó yếu lắm. À, các bạn hiểu chưa? Và nếu ai nó kêu nó làm giàu thì nó nói tại sao nó phải làm giàu nhỉ? Ba mẹ có mấy cái nhà mấy cái đất kia vẫn còn kia nè, thậm chí nó kêu ba mẹ bán nhà bán đất đi để mà sống. Các bạn hiểu chưa? À, rồi à, thời điểm này nó lớn lên thì nó như thế nào nữa? Thì gì à, thế hệ à, fast food vào, các hàng thương hiệu vào, xe cộ vào, nó không khác nào làm ra tiền, nhưng mà nó giỏi gì à? Nó giỏi gì các bạn ơi? Nó giỏi gì à? Nó giỏi tiêu xài. Làm thì ít mà tiêu xài thì nhiều. À, nó khác nào tiêu xài. Làm ra tiền thì giỏi, nhưng mà mấy thằng Gen X thì nó rất là khác. Nó em giống thế hệ Gen Y gì đó. Ok chưa? À, các bạn hồi vô chưa? Nó là những bạn mà thuộc thế hệ Gen Y á, các bạn cần gì à? Mày thằng này giữa đám của mấy thằng này giữa dám quá thầy. Giữa giọng của thầy đúng rồi à, bạn Tuấn nói đúng. Ok. À, ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ các bạn chia sẻ cái livestream này đến cho nhiều người xem. Các bạn nào mới vào xem, các bạn chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ đi à. Chia sẻ cái livestream này. Bởi vì cái livestream này mình đang phân tích các thế hệ và các bạn phải hiểu để chúng ta đỡ xung đột. Kể cả trong gia đình chúng ta biết cách dạy con luôn á các bạn à. Biết cách dạy con luôn á. Để chúng ta nói chuyện với các thế hệ, chúng ta hiểu ra được cái thế hệ đó, nó cái nền tảng, cái gốc gen của họ bên trong nó là cái gì. Nên cái chương trình này nó rất là đặc biệt. À, các bạn cần chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người xem. À, các bạn bấm máy và các bạn chia sẻ đi ạ. À. Mới có 126 chia sẻ à, chúng ta 200 được chia sẻ thì nó mới rất là tuyệt vời. Và Gen Y là bất hạnh nhất rồi, phản tài không có. Cái Gen Y á là cái gen mà nó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên nó như thế nào à? Nó nếu ba mẹ không biết cách. À, cái thằng Gen X á, nó là con của Gen X chứ mà. Nếu Gen X không biết cách dạy con thì đúng là Gen Y nó lớn lên nó không biết làm cái gì hết. À, nhưng cái thế hệ Gen X mà biết dạy con thì thế hệ Gen Y nó rất là giỏi, nó sẽ giỏi hơn là thế hệ Gen X nhiều. Nó tùy thuộc vào cái sự dạy dỗ của ba mẹ nó. À, tại vì ngày hôm nay mọi thứ có sẵn, nó không phải như xưa. Các bạn có nhớ khi xưa bạn muốn xem tivi không ạ? Tới giờ đó chúng ta mới xem cái bộ phim đó được. À, thì sao ạ? Các bạn có muốn đọc cái tin gì trên báo, các bạn có nhớ mà. À, hồi đó tới giờ đó chúng ta mới đọc được cái tin đó. Thì bây giờ cái thế hệ Gen Y nó lên nó cầm smartphone, nó bụp một cái giờ nào nó xem phim không được. Tin ở đâu không có. À, đồ ăn sức uống ở đâu ở đờ một cái là được liền. Hồi kia chúng ta có một cái món ăn gì ngon chúng ta phải chạy đi. À, còn bây giờ mấy đứa Gen Y thì nó đâu có cần, nó cầm smartphone nó chỉ cần bấm cái app thôi là có người chở đến tận nhà rồi. Các bạn ở dùng đây này. Bây giờ cảm ơn thầy. À, hay quá thầy ơi. Ok, cảm ơn bạn Hồng Tuyền rất là tuyệt vời. Cái kiến thức vừa rồi mình chia sẻ, bạn nào mà lưu được, hiểu được, cảm nhận được, sau này các bạn sẽ kiểm soát cuộc đời các bạn rất là tốt, kể cả nhân viên của các bạn nữa. Mấy đứa Gen Y mà nó ở trong công ty của các bạn á,
mà nó được ba mẹ dạy không tốt là nó vô công ty bạn nó không có khát khao đâu, nó không có khát khao làm đâu, nó không có khát khao giàu có đâu. Đặt mục tiêu nó làm như vậy là đủ sống được rồi, tại vô nó khát khao đâu. Nhưng mà đứa nào nó được ba mẹ luyện thì nó lại khác à. Nó là Jenny mà biết dạy đúng cách nó cực kỳ giỏi, nó giỏi hơn thế hệ Jenny luôn, nhưng không biết cách á thì nó tệ chịu không nổi. Các bạn nhìn dung chưa à? Vừa rồi các bạn thấy cái gì mình chia sẻ tuyệt vời thì các bạn comment xuống, các bạn nói những cái chia sẻ này nó rất là tuyệt vời, các bạn comment xuống à, ok chưa? Các bạn thấy là những cái kiến thức này nó rất là tuyệt vời, các bạn comment xuống để các bạn truyền năng lượng cho mình, ok chưa? Chúng ta học mà, chúng ta vừa học chúng ta vừa comment à, vừa học vừa viết, vừa học vừa ghi, như vậy nó mới tuyệt vời. Và các bạn chia sẻ cái live stream này đến cho nhiều người nữa để nó mới là tuyệt vời à, ok chưa? Ok chưa? Chào thầy ạ, em vẫn về trễ để lỡ mất chia sẻ một giờ của thầy rồi. Ok, vâng. Bây giờ các bạn nào mới vào thì các bạn chia sẻ đoạn live stream này của mình đến cho nhiều người đi. Bấm vào cái nút chia sẻ. Thầy nói cà lâm quá đặc biệt, nói cà lâm nhẹ mà đâu có nặng nề lắm đâu. Ok, mình là người nói cà lâm. Ok, kiến thức rất là tuyệt vời. Ok. À. Các bạn comment xuống, các bạn đừng cứ ngồi một mình. Các bạn ngồi một mình nghe nó chán lắm. Ok chưa? Các bạn cứ comment xuống chia sẻ tuyệt vời. À, rồi cái kiến thức gì mà các bạn cái hồi nãy giờ mình chia sẻ cái chỗ ý nào nó hay thì các bạn chia sẻ nói xuống, các bạn nốt cái ý đó lại, nó làm cho các bạn nhớ thôi à. Các bạn cần ghi đi ghi lại thì các bạn nhớ thôi à, nếu mà các bạn không chịu ghi thì các bạn đâu có nhớ, nên là các bạn nào không có tập thì các bạn ghi vô à, ok chưa? Các bạn comment liên tục vào. Bạn nào mà như thế nào à? Mà có tập thì các bạn ghi vào tập, không có tập thì các bạn ghi nốt này luôn. Bạn nào đang kinh doanh cái gì thì các bạn cũng ghi vào luôn. Bạn nào mới vô thì các bạn giúp mình chia sẻ cái đoạn live stream này. À, ok, rất là tuyệt vời, các bạn rất là tuyệt vời. Ok chưa? À, nó là các bạn cần gì à? Ok chưa? À, cần chia sẻ rồi, các bạn nào đang kinh doanh cái gì thì các bạn ghi vô đây để các bạn tìm kiếm khách hàng, comment cái lĩnh vực kinh doanh của mình xuống. Nếu các bạn nào mà chưa ra khởi nghiệp thì hãy đặt cho mình những cái câu hỏi, ok chưa? À, và bạn nào mà bạn thuộc thế hệ Z nào thì các bạn cũng ghi ra mình thuộc cái thế hệ Z đó, ok chưa? Hồi nãy mình nói các cái thế hệ Z đó, các bạn có thấy không ạ? Nếu Jenny được chăm sóc dạy dỗ thì giỏi hơn Gen X rất là nhiều. Đúng rồi, Jenny mà biết dạy dỗ đúng cách thì nó sẽ rất là giỏi, nó rất là giỏi, nó giỏi. Bây giờ các bạn thấy không? Có những đứa trẻ nó rất là tài năng và nó rất là giỏi. Bởi vì sao? Nó lớn lên, nó có đầy đủ công nghệ, mọi thứ có sẵn. À, nó chỉ tập trung nó làm là nó thành công rất là nhanh. Nó không như thằng Gen X phải lăn ra cày. Bạn hình dung chưa? Bây giờ ba mẹ nó có sẵn tiền, mọi thứ có sẵn tiền. À, nó có điều kiện học ngoại ngữ, nó có thể là lao ra công dân toàn cầu. Cái thế hệ Gen Y nó có một cái điểm lợi là nó tiếp cận với hàng thương hiệu rất là nhanh, nó tiếp cận công nghệ rất là nhanh, nó đi ra nước ngoài cũng rất là nhanh. Còn thế hệ Gen Y thì nó bị cản trở đó. Cái thế hệ Gen Y chứ, là đi ra nước ngoài nó còn sợ nữa. Nó phần lớn là nó không biết ngoại ngữ à. Thế hệ Gen Y người ta gọi là thế hệ ao làng. Còn thế hệ Sony á, nó tiếp cận toàn cầu rất là dễ. Em cho cái giá của quyển sách đi dạ. À, ok chưa? À, các bạn hình dung ra điều này chưa? À, các bạn hình dung ra chỗ này chưa? Nó là mỗi thế hệ nó sẽ khác nhau. Và thế hệ Sony á, nó sẽ sinh ra một cái thế hệ nữa. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Thế hệ Sony nó sẽ sinh ra một cái thế hệ nữa, đó là thế hệ Gen Z. Thế hệ Gen Z. Thế hệ Gen Z. À, Gen Z. Ok, thế hệ Gen Z. Ok chưa? Thế hệ Gen Z này là nó lớn lên là nó là công nghệ rồi. Nó lớn lên, chia sẻ cho này hay quá. Ok. À, cảm ơn bạn Thiện rất là nhiều. Thế hệ Gen Z này nó lớn lên là nó là công nghệ rồi. Nó lớn lên là nó nằm trong cái công nghệ rồi. À, ok chưa? Nó lớn lên nó là rồi. À, mọi thứ nó có sẵn rồi. Cái thế hệ Gen Z này nè, mọi thứ nó có sẵn rồi. Các bạn hiểu chưa? À,
Các bạn giúp mình chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người đi. À, càng nhiều người càng biết cái kiến thức này thì nó càng càng hay. Thế giới chúng ta càng phát triển mà. Ok chưa? Bởi cái sự chia sẻ và rất là nhiều người để biết về cái chương trình này. Ok chưa? Rồi, các bạn thắc mắc gì thì các bạn hỏi mà đi. Vậy thì cái thế hệ Z này nè, cái thế hệ Z là con của thằng Jenny, thì nó lớn lên là nó có tất cả. Như con của mình, bé Bambi của mình. Ok, nó lớn lên là nó có tất cả. Ba mẹ nó có tất cả, lo cho nó tất cả. Thì cái thế hệ Z này nè, nếu chúng ta biết dạy nó thì lập tức nó lớn lên, nó đã là công dân toàn cầu rồi, và nó tiếp cận với cả thế giới này rất là nhẹ nhàng đối với nó. Nó không có nặng nề như các thế hệ khác. Nhưng mà với điều kiện chúng ta phải biết đào tạo nó. Cái thế hệ Y với thế hệ Gen Y với thế hệ Gen Z này á, là chúng ta cần phải dạy cho nó cái khả năng kinh doanh và khả năng tài chính rất là tốt. Chúng ta phải dạy cho nó cái khả năng tài chính. Nó phải biết tính toán. Nó phải biết tính toán rất là tốt. Nó phải biết hạch toán được cái đồng tiền của nó. Nó phải biết cầm đồng tiền nó mua gì, và nó biết cái giá trị đồng tiền nó là bao nhiêu. Thế hệ Y và thế hệ Z phải giỏi về tài chính. Nếu không giỏi về tài chính thì nó sẽ gây ra một cái hậu quả rất là lớn. Thế hệ Y và thế hệ Z phải dạy cho nó giỏi về kinh doanh. Nếu nó không giỏi về kinh doanh, cái cuộc sống nó sẽ rất là cực khổ. Bởi vì bao quanh của nó, cái thế hệ Gen bây giờ các bạn, bao quanh cái Gen nó bây giờ là gì ạ? Là các cái điều kiện toàn là tiêu xài không ạ? Và nếu mà nó vẫn đi làm công thì làm sao nó đủ những cái chi phí tiêu xài đó? Làm sao nó làm chủ cái kiến thức của nó được? Nó không thể làm chủ được cái cuộc sống của nó được. Phải dạy cho nó cái kiến thức về tài chính. Mình ví dụ, ok chưa? Một đứa nhỏ chỉ cần vào cấp 1, cấp 2, 2 thôi, cho nó một cái bài tập. Ok chưa? Kêu, bây giờ nè, gạo nè, 15.000 một ký, vậy thì con có mua không? Các bạn dùng chưa? Thì nếu mà cái đứa nó có biết về tài chính, nó sẽ tính toán và nó hỏi bạn cái câu này, vậy thì sắp tới gạo có tăng giá không? Các bạn thấy một cái đứa nhỏ thôi mà nó hỏi được cái câu đó là các bạn thấy nó tuyệt vời. Vậy thì sắp tới nó có tăng gì không? Có thưởng không? Các bạn hình dung chưa? Và dự kiến thì mua bao nhiêu á thì giá nó sẽ được tốt hơn. Với một ký là 15.000 thì nếu mà con mua bao nhiêu thì giá nó sẽ giảm xuống. Các bạn chưa? Tức là một phải dạy cho một cái đứa nhỏ, nó phải biết tính toán, nó phải biết phân tích trong một cái tổng thể chung. Chúng ta phải dạy cho nó về tài chính, chúng ta phải dạy cho nó về công nghệ, chúng ta phải dạy cho nó về gì ? Ai cũng kinh doanh vậy, ai làm kỹ sư vậy thầy. Ok chưa? Những cái người hỏi cái câu này là những người đi làm kỹ sư. Bạn đừng có lo cái việc đó. La làng à, mình la làng 8 năm nay nè, mà gặp 100 thằng thì chưa được 5 thằng đi làm kinh doanh. Những người mà nói là ai làm kỹ sư vậy thầy thì đó là những cái người đó đi làm kệ sư. Bạn hình dung chưa? Bạn có dung ra chỗ này chưa? Hãy làm đi, đừng cứ suy nghĩ những cái câu nó như vậy, bạn sẽ không bao giờ bạn ra bạn làm được hết. Vừa rồi những cái gì mình chia sẻ các bạn thấy hay thì các bạn comment xuống, bạn thấy là nó rất là hay, nó rất là tuyệt vời. Các bạn comment xuống để các bạn truyền năng lượng cho mình. Nếu các bạn không comment xuống thì các bạn ngồi các bạn la lên, điều này nó quá tuyệt vời, các bạn phải la bự lên ở để bên này mình nghe được. Và các bạn chia sẻ. Mỗi người đều có giá trị mà bạn. Đúng rồi, ai cũng có giá trị hết, chính xác. Ok chưa? Và mình muốn làm gì thì mình cứ lao ra mình làm thôi. Ở đây mình đang chia sẻ cái chương trình làm kinh doanh. Nó yêu cầu mọi người đi làm kinh doanh thôi. Còn các bạn nào muốn làm công thì các bạn không nghe chương trình này, cái rất là đơn giản nó như vậy thôi. Đừng cứ ngồi lo cái chuyện xã hội đó. Hay không, không thể tả nổi. Ok chưa? Rất hay và rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
các bạn hiểu ra điều này chưa? Chúng ta phải dạy cho con chúng ta cái bản lĩnh nó hiểu về tiền, cái bản lĩnh đi làm kinh doanh, bản lĩnh để nó phân tích, ok rồi, nó phân tích những cái tình huống, những cái diễn biến trong cái thực tế gì không đúng không sai, cái gì hiệu quả để nó làm và dạy cho nó giỏi về ngoại ngữ. À, ok các bạn ơi, à, các bạn chúng ta phải tạo ra cái thế hệ Gen Y và Gen Z, một cái thế hệ có nền tảng rất là tuyệt vời thì nó sẽ rất là phát triển. À, nó sẽ rất là phát triển. À, và bạn Nguyễn Hồng tuyệt vời quá thôi ạ. Giá trị thẻ. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều. À, và chúng ta phải dạy cho nó có bản lĩnh trong cái cuộc sống này và nó chọn cái con đường làm kinh doanh. À, để nó làm chủ được cái cuộc sống của nó. À, vậy thì cái điều gì nó đang cản chân các bạn vậy? Cái điều gì? Thầy nói được mấy ngôn ngữ và thầy ok chưa? Mình chỉ biết tiếng Việt và tiếng Anh mình biết chút chút, mình chỉ biết đủ để đi lòng vòng các nước, chia sẻ rất là tuyệt vời. Thầy biết được các thế hệ dạy con và quản lý tiền bạc, đúng rồi, dạy con khó phải giáo dục về tư duy, ok chưa, tuyệt vời. Chào Long Hòa Bình giờ này mới online, ok chưa? Long Hòa Bình hồi nãy giờ đi đâu, giờ này mới online, ok chưa? À, vậy thì cái điều gì nó đang cản chân các bạn lại, đặc biệt là mấy ông thế hệ Gen X, mấy ông thế hệ Gen X đang ngồi đây và mấy ông thế hệ Gen Y? Lâu quá em không được gặp thầy, ok bạn Lê Bùi, rất là cảm ơn bạn Long Hòa Bình, hân hạnh chào thầy, ok. À dạ, Long Hòa Bình hồi nãy giờ đi đâu mà bây giờ tại sao bạn chưa ra khởi nghiệp vậy? Mấy ông Gen X với mấy ông Gen Y đang ngồi ở đây, những bạn nào khởi nghiệp thì cái điều gì nó làm cho bạn chưa thành công, cái điều gì nó làm cho bạn không thành công vậy? À, cái gì nó cản trở bạn, nó làm cho bạn không thành công? Còn những bạn Gen X và Gen Y đang ngồi đây, tại sao bạn không dám ra khởi nghiệp? Bạn còn nói những cái câu ai ra làm vậy, ai cũng làm chủ, ai làm công bây giờ? À, vâng, và mình rất là năng lượng. À, ok chưa? À, chưa có ý tưởng. À, kinh doanh đâu cần ý tưởng đâu các bạn. Kinh doanh chỉ cần tìm một sản phẩm mà chúng ta ra bắt đầu chúng ta bán là được rồi. À, ok chưa? Chúng ta đâu cần phải ý tưởng gì ghê gớm đâu. Em muốn khởi nghiệp thầy ơi. Ok, khởi nghiệp thì bắt đầu chúng ta trang bị cho chúng ta một cái kiến thức. À, trang bị cho chúng ta một cái kiến thức rất là tuyệt vời. Và thế nào? Và chúng ta ra, chúng ta bắt đầu kiến thức về kinh doanh, kiến thức về làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Chúng ta đi học kế toán thì chúng ta bỏ 4 năm đi học kế toán, mà đi làm kinh doanh thì không chịu làm thì biết sao giờ? Mong luôn. Ok chưa? Bạn nào mà đang mong luôn vậy, vì sao bạn lại mong luôn? À, ok chưa? Vậy tại sao bạn chưa ra khởi nghiệp? Cái gì nó đang giữ chân bạn lại? Điều gì nó làm bạn không ra khởi nghiệp vậy? Các bạn nhớ ra điều này chưa? À, mình đọc một cái lời ở trong cái quyển sách của mình này, các bạn có sẵn sàng để mình đọc mà. Mấy bạn đó tư duy nhóm đinh đó thầy, em đang bị khủng hoảng, ok chưa? Có một cái gì đó nó đang giữ chân bạn lại. Thật vậy, tôi gặp nhiều bạn có ý tưởng tốt lắm, nói chuyện thì khá hay, cái gì cũng biết, thông tin khởi nghiệp hoặc lớp học hoặc cuộc thi khởi nghiệp, các hội nhóm đều có mặt. Tuy nhiên chính bản thân của bạn thì bạn không dám ra khởi nghiệp. Suốt ngày nói cái lớp nào em cũng biết hết, mà lại không dám ra khởi nghiệp. Nói thì nói phải phải hay lắm mà khởi nghiệp thì không dám. À, điều gì nó đang... Tôi đã hỏi câu hỏi này đến hơn 300 bạn trẻ, thì cái làm cho bạn chưa ra làm ngay đó chính là cái trì hoãn trong cái con người của bạn á. Bạn có trì hoãn có không dám ra. Những cách nói trên làm cho bạn dừng lại hay là như để em suy nghĩ đã, em cần có thời gian, thế giới này ai cũng ra làm chủ, ai làm công bao giờ, đại loại là những câu cái kiểu như vậy á.
Em cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Em chưa đủ kinh nghiệm nên cần phải làm công thêm vài năm để học hỏi. Em biết khởi nghiệp là rủi ro lắm nên em cần chuẩn bị kỹ. Chưa ra khởi nghiệp mà biết khởi nghiệp rủi ro lắm. Công ty em đang làm tốt lắm nên để em có thêm chút thời gian nữa. Em chưa có kiến thức và kinh nghiệm trong kinh doanh nên em cần phải thêm học vài lớp nữa. Nó rất là nhiều lý do để bạn đổ thừa. Ok chưa? Bạn đổ thừa mạnh mẽ luôn, bạn đổ thừa quyết liệt luôn. Mà rút cuộc rồi cuối cùng là cũng không dám ra khởi nghiệp. Tại sao vậy? Ok, bởi vì bạn sợ thất bại thôi, cuối cùng là sợ thất bại thôi. Cuối cùng cái nỗi sợ của bạn nó đang kiểm soát chân của bạn lại thôi. Ok chưa? Vậy thì một cái bí quyết ở đây là chúng ta cần phải gì? Chúng ta cần phải thay đổi cái tư duy của chúng ta đi. Thay đổi cái tư duy đi. Cài lại cái tư duy của chúng ta đi. Cài lại tư duy nhóm gì à? Nhóm đinh. Bạn đang bị tư duy nhóm đinh, chúng ta cài lại cái tư duy nhóm búa. Ok chưa? Chúng ta cài lại cái tư duy nhóm búa. Nhóm búa là nhóm của người làm chủ đó. Làm công mà học hỏi thì chỉ được học cách làm công thôi. Đúng rồi, bạn Hữu Toàn rất là tuyệt vời. Ok chưa? Bạn hãy đi tìm những lớp khởi nghiệp mà các bạn học, tìm những người bạn khởi nghiệp mà các bạn chơi, đọc những cái quyển sách về khởi nghiệp, sau đó lên bắt tay và làm liền. Ok chưa? Bạn Trương Danh nói em đọc cũng khá nhiều sách mà lâu lắm rồi em mới đọc một quyển sách mà làm em cứ đó là vượt biển lớn của thầy, rất là tuyệt vời. Bạn Vũ Trường Giang, ok chưa? Bạn cứ đi làm lòng vòng vậy thì đừng nào bạn mới ra khởi nghiệp được. Ok chưa? Bạn muốn ra, bạn đi con đường nào là bạn phải muốn ra và đi thẳng cái con đường đó ngay. Bạn đừng có đi lòng vòng. Bạn đi lòng vòng không bao giờ bạn tới hết. Hãy cài đặt lại cái phần mềm ở phía bên trong cái đầu của các bạn nè. Thì các bạn sẽ ra khởi nghiệp rất là tuyệt vời. Các bạn nào vướng cái gì thì hỏi mình trả lời cho. Bây giờ các bạn nào vướng cái gì thì gọi mình. Bạn nào mới vào sau thì chia sẻ cái đoạn live stream này về nhà của các bạn đi. Để các bạn nắm được. Các bạn hồi dung ra cái này chưa? Tại sao à? Tại vì khi mà chúng ta ra khởi nghiệp đó là cái con đường mà chúng ta tạo ra được rất là nhiều hữu ích cho gì? Cho chính cuộc đời của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho xã hội nữa. Và bạn gì à? Bạn thoát ra được cái năng lực, bạn sử dụng được cái con người của bạn ở lên một cái tầm cao rất là mới. Người nào mà đợi an toàn, mọi thứ an toàn rồi người đó mới ra làm kinh doanh thì toàn bộ những con người đó không bao giờ làm kinh doanh được. Bạn đang tính toán một cái bài là bạn tính toán làm sao để nó an toàn để bạn ra khởi nghiệp chắc chắn thắng, thì tất cả những con người đó bạn sẽ không bao giờ ra khởi nghiệp được. Tất cả những con người đó chỉ làm công thôi. Những người muốn làm kinh doanh được, muốn làm chủ được là bạn phải dám gì à? Bạn phải dám làm những việc mà không có gì đảm bảo mà bạn vẫn dám làm. Tất cả những người đó đều làm chủ và làm lãnh đạo được. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Một ông huấn luyện viên đội bóng mà ông cho rằng đội bóng này đảm bảo thắng, ông mới dám làm huấn luyện viên, thì cái ông đó không bao giờ làm luôn huấn luyện viên được. Nhưng một cái ông huấn luyện viên mà ông dám nhận cái đội bóng đó lúc nó còn đang dở dang và ông tin rằng ông sẽ đưa đội bóng đó đối vô địch, thì cái ông đó là người lãnh đạo rất là tuyệt vời. Khi ra làm kinh doanh cũng vậy. Nếu mà bạn chờ mọi thứ đầy đủ rồi bạn mới dám ra khởi nghiệp thì tất cả những người đó là làm công thôi, không thể ra khởi nghiệp được. Các bạn đừng có mong rằng là nó không có vấn đề. Suốt cuộc đời này chúng ta có rất là nhiều vấn đề. Chỉ có hai cách để chúng ta không còn vấn đề. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không ạ? Chỉ có hai cách
để chúng ta không còn vấn đề nữa. Bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không ạ? Nếu sẵn sàng thì bạn ghi xuống, sẵn sàng rồi. Ok, giờ chỉ có hai cách thôi. Mấy cách các bạn? Hai cách để chúng ta vượt qua vấn đề. Ok chưa? Chỉ có hai cách để chúng ta vượt qua vấn đề. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không? Chỉ có hai cách thôi. Cách thứ nhất là chúng ta chết đi thì chúng ta mới không còn vấn đề nữa. Bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn nói là bạn chờ có kinh nghiệm, bạn chờ có tiền, tất cả là vấn đề của bạn á. Cách thứ nhất thì có chết đi mà không còn vấn đề đó. Cách thứ hai là hãy học để vượt qua nó. Chỉ có hai cách. Mấy cách các bạn? Chỉ có hai cách để giải quyết một vấn đề. Không có nghiệp, không có tiền mới ra khởi nghiệp được. Do em chưa có tiền, do em chưa kinh nghiệm, chưa có kiến thức. Cách thứ nhất, các bạn hình dung chưa? Là muốn không còn vấn đề nữa thì hãy chết đi. Còn cách thứ hai thì phải như thế nào ạ? Phải đi gì ạ? Đi xuyên qua vấn đề đó. Bạn hình dung ra điều này chưa? Hãy đi tìm, học những cái kỹ năng để chúng ta giải quyết triệt để cái vấn đề đó. Nếu chúng ta chưa có tiền thì chúng ta phải học những kỹ năng để chúng ta giải quyết được cái vấn đề để là chúng ta có tiền. Chỉ có hai cách thôi. Chỉ có hai cách để chúng ta giải quyết vấn đề thôi. Đừng có mong này cuộc sống nó không có vấn đề. Ông nào mà chờ an toàn mà mong cuộc sống này không có vấn đề là những ông nó đang mộng mơ rồi. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Những ông đó đang rất là mộng mơ rồi. Và muốn đi xuyên qua vấn đề không còn cách nào khác, bạn phải đi học. Bạn học, học những kiến thức, học những kỹ năng, học những cái kinh nghiệm để gì ạ? Để chúng ta vượt qua được nó. Và các bạn nào đang xem livestream này thì các bạn hãy giúp mình bấm vào cái nút chia sẻ. Các bạn chia sẻ đi ạ. Đưa cái livestream này về nhà mình để gì ạ? Để bạn bè mình nó như thế nào nó cùng nhau xem cái livestream này để nó thay đổi đi các bạn. Nó thay đổi đi, cuộc đời nó đỡ lòng vòng đi. Chứ thôi cuộc đời nó lòng vòng nhiều quá. Đúng rồi, chúng ta phải học những người thành công, không còn có cách gì khác hết. Chúng ta phải học những người thành công. Những người thành công, những người làm được, họ đang giữ cái bí quyết đó. Còn tất cả những người khác họ không có đâu. Những người khác họ không biết đâu. Các bạn giúp mình chia sẻ cái đoạn livestream này cho bạn bè mình. Những đứa nó thoát ra đi. Nó thoát ra đi. Nó thoát ra bớt đi. Nó đừng có suy nghĩ theo cái kiểu tư duy. Tư duy lạc hậu quá. Thời buổi nay mà còn tư duy lạc hậu quá. Khi mà chúng ta không biết là chúng ta hay trở thành gì thanh phán lắm. Chúng ta hãy gì ạ? Hãy tìm những cái con người tuyệt vời và chơi với họ. Họ đang giữ cái bí quyết đó. Và nếu các bạn chơi không được với họ thì bạn hãy xem lại cách ăn, cách sống, cách ở của bạn. Bạn ăn, bạn sống, bạn ở cái kiểu gì mà họ thấy bạn họ sợ họ không chơi. Có nhiều bạn nói với mình rằng là em muốn chơi với những người thành công đó mà họ không chơi với em. Ok, họ không chơi với bạn là do cái tính cách của bạn bạn tệ quá mà. Làm sao họ dám chơi với cái người mà tệ quá như vậy được? Chúng ta hãy xem lại cái sân quách đó của bạn. Đúng rồi, có những người bạn, những người thầy rất là tuyệt vời ở phía sau lưng mình. Ví dụ như bạn muốn kết nối với một người thành công nào đó, nên là mình nói với các bạn rằng là các bạn phải hiểu, các bạn phải rất là hiểu. Alo. Rồi, ok em. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta phải luôn luôn năng lượng.
mình đang có khách một chút xíu, mình đang có khách một chút xíu bạn. Mình đang có khách chút xíu. À. Ok chưa? À. Chúng ta cần phải có cái gì tất cả các bạn. À. Chúng ta cần phải có tư duy tích cực. Chứ chúng ta cứ ngồi chúng ta lý giống nó biết thì chúng ta đâu có giải quyết được cái vấn đề gì đâu. À, nó là chúng ta phải xác định được cái mục tiêu của cuộc đời mình. Muốn ra làm kinh doanh là chúng ta ra làm kinh doanh và đi tìm những người thành công mà đi chơi với họ. Có nhiều bạn nói với mình nè, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ mà có nhiều bạn lại nói với mình nói như vậy nè. À, em muốn làm quen với họ mà họ không muốn làm quen với em. Ok chưa? À, họ có tiền rồi, họ đâu có muốn làm quen với em đâu. À, các bạn hiểu chưa? Mình nói không có ai không có tiền mà không muốn làm quen với họ, không muốn làm quen với bạn đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái tư duy của bạn nó tệ quá. Cái tư duy của bạn nó tệ quá, người ta không muốn chơi với bạn. Bạn thôi. Mình nói là người ta đã có tiền nhiều rồi, người ta đã thành công rồi thì người ta cũng chả cần tiền của bạn đâu. Người ta cần cái nhiệt huyết của bạn, người ta cần cái tinh thần của bạn, người ta cần cái tính cách tuyệt vời với bạn. Chứ người ta cũng đâu có cần tiền của bạn đâu. À, vậy thì cái cách nào để người ta cứ nói với họ? Cái cách nào các bạn? Thì chúng ta phải giàu cái tình cảm. Chúng ta phải giàu về kiến thức. Chúng ta giàu về cái sự kết nối. Các bạn chúng ta điều này chơi. Chứ cái gì chúng ta cũng nghèo thế. Ai mà chơi với bạn. Bạn được, bạn phải có một cái để bạn giàu chứ. Bạn giàu rồi bạn dùng cái giàu đó để bạn kết nối với người khác chứ. À, nếu mà hiện tại bạn tự hỏi một câu hỏi đi. Nếu hiện tại mà chung quanh bạn, ok chưa, mà bạn review một vòng đi. Nếu mà không có ai giàu có và thành công đang chơi thân với bạn thì bạn hãy suy nghĩ lại cái cuộc đời của bạn đi, bạn đang có vấn đề rồi. Nếu hiện tại mà bạn không có những người làm chủ rất là thành công chơi với bạn thì bạn hãy suy nghĩ lại đi, bạn đang có vấn đề rồi. Ok chưa? Hãy suy nghĩ cái điều này, bạn hình dung lại đi. À, nếu mà hôm nay, ngày mai, ngày mốt mà bạn không có những người nào thành công, giàu có, chơi thân với bạn, họ luôn sẵn sàng cho bạn, thì bạn hãy nhìn lại một cách rất là nghiêm túc. Cái tính cách các bạn, cái cách ăn, cách sống, cách độ của bạn nó đang có vấn đề. À, đó là cái lời mà mình muốn gửi đến các bạn. Hãy ra khởi nghiệp, hãy đi tìm những cái con người rất là tuyệt vời để học họ những cái cách đó. À, cuối tuần này mình có lớp nghệ thuật đàm phán. Trong lớp này mình sẽ chia sẻ cái cách làm sao để cho chúng ta đàm phán tuyệt vời. Bất kỳ người thành công nào họ cũng có khả năng đàm phán tuyệt vời hết. À, thứ năm tuần sau mình có cái lớp khởi nghiệp miễn phí, các bạn cứ đi học. Ok chưa? Các bạn đi học miễn phí, bạn nào muốn đi học thì inbox vào đây để chúng ta đi học. À, các bạn nào inbox vào đây để chúng ta đi học. Làm sao em? Có ồn gì mà mình ở trong nhà mình nói mà đâu có ồn gì đâu em. Mà cái căn nào nói? Mình nói mà có gì không? À, các bạn nhận ra điều này chưa? À, à, ok các bạn ơi, là mình có cái lớp khởi nghiệp. À, và cuối tuần sau là lớp 137 là lớp cuối năm của năm 2020 cuối năm trước khi chúng ta đến Tết. À, trước khi chúng ta đến Tết thì mình
mình sẽ chia sẻ cái lớp đó để làm chủ lên doanh nghiệp 2 ngày. Cái lớp đó là lớp dành làm chủ doanh nghiệp 2 ngày. Mình sẽ chia sẻ cái lớp đó. Và các bạn dành thời gian để các bạn đến học lớp đó để các bạn về hiểu ra được cái nguyên lý thực sự của chúng ta làm chủ nó là cái gì. Để hiểu được cái bài toán để chúng ta làm chủ nó là cái gì. Và bạn nào ở xa thì các bạn tham khảo hai cái quyển sách này. Đây là cái quyển sách vượt biển lớn của mình. Đây là quyển sách vượt biển lớn của mình. Và cái quyển sách thứ hai đó là quyển sách mỗi ngày một chút thôi, xíu thôi của mình. Mỗi ngày một chút thôi. Tất cả hai quyển sách này đều hướng dẫn cho các bạn cái cách làm sao để chúng ta ra kinh doanh và làm một cái doanh nghiệp. Các bạn nào ở xa thì cứ inbox cho mình và sẽ được gửi đến tận nhà của các bạn. Bạn nào ở gần hoặc các bạn đi học thì lên Bi, lên cái văn phòng Bi training của mình để các bạn chia sẻ. Bây giờ cũng là 11 giờ rồi, mình cũng chia sẻ từ 9 giờ rưỡi tới giờ, 1 tiếng rưỡi rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi tối ngủ rất là ngon. Và tối mai mình có chương trình live stream cho các bạn 7 lực đòn 7 trong kênh doanh, 7 lực đòn 7 trong kênh doanh. Ok các bạn ơi, tối mai sẽ chia sẻ thì cái tối mai thì nói về cái tư duy kinh doanh nó sâu hơn. Tối nay mình nói về cái tư duy khởi nghiệp nó sâu hơn. Và tối mai các bạn nhớ đón xem nhé. Ok, bạn nào muốn mua quyển sách của mình thì các bạn inbox vào cái Facebook của mình, ngày mai các em nó giao cho. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye các bạn.